Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 145. Tiên phủ cửu vĩ mà Phong Tiên nói nằm ở phía nam của tiểu yêu giới, mặc dù cả tiểu yêu giới là một thế giới, nhưng lại không quá rộng lớn. Ba người Dương Bách Xuyên, Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng chỉ mất 3 canh giờ đã đến địa bàn của cửu vĩ yêu đế. Vị trí ở ngọn núi lớn sương mù bao phủ. Phong Tiên nhìn sương mù mờ mịt nói, thứ chúng ta đang thấy thực ra đều tính là địa bàn của cửu vĩ yêu đế, trong sương mù mờ mịt là dãy núi vô cùng khổng lồ. Tiên phủ cửu vĩ ẩn giấu ở trên một ngọn núi lớn sâu trong dãy núi. Đương nhiên chỉ là sơn môn, có tiên trận chân chính bảo vệ, rất nhiều người muốn bước vào sương mù cũng là chuyện khó. Lần trước, tỷ tỷ đã quanh co rất lâu mới đến được chỗ cổng tiên phủ cửu vĩ. Dương Bách Xuyên không phải lần đầu xông vào tiên phủ tiên động, tất nhiên hiểu nó không đơn giản, bèn hỏi, bên trong e là không đơn giản. Phong Tiên khen ngợi, Xuyên đệ đệ thông minh, quả thật sau khi bước vào sương mù, chúng ta phải đi bộ 3.000 dặm, xuyên qua dãy núi mù mịt. Những sương mù này là chướng khí trong dãy núi, còn ẩn giấu pháp trận kỳ kiệu bên trong, cho nên đã ngăn cách thần thức, tầm nhìn không xa, gần như có thể không tính đến, cho dù là tu vi của tỷ tỷ cũng chỉ có thể nhìn rõ khoảng 100 mét. Trong dãy núi có yêu thú, cũng có đủ các loại môi trường ác liệt, đương nhiên những điều này đều là chuyện nhỏ, tỷ tỷ sẽ dẫn đệ đến cổng tiên phủ cửu vĩ trong thời gian nhanh nhất. Thử thách chân chính chờ đợi chúng ta là ở trong tiên phủ cửu vĩ, cho nên trên đường không cần lo lắng. Chúng ta không thể trực tiếp bay vọt qua đó à? Dương Bách Xuyên hỏi. Phong Tiên cười, lắc đầu nói, không được, sương mù ở đây chứa trận pháp, phi hành trên trời không thấy rõ bên dưới, sẽ lạc đường. Sự kỳ diệu của trận pháp chính là biến hóa, dù định vị phương hướng rồi, cuối cùng vẫn càng đi càng xa, cho nên chúng ta trực tiếp đi bộ đến đó. Dương Bách Xuyên gật đầu, nói, cũng đúng, ta từng xông vào một số tiên phủ tiên động, rất nhiều nơi quả thật có tồn tại huyễn trận mơ hồ, có lúc không phải tu vi cao là có thể vượt qua, con đường duy nhất chính là phá trận pháp. Chưa nói có thể phá trận hay không, cho dù có thể phá trận, thời gian tiêu tốn cũng đủ để chúng ta trực tiếp đến tiên phủ cửu vĩ rồi. Phong Tiên lắc đầu nói. Dừng một lát, nàng ta lại tiếp tục, Xuyên đệ đệ, tỷ tỷ nói thêm một câu. Tiên phủ cửu vĩ là phủ yêu đế chân chính, vượt xa phủ đệ tiên gia bình thường. Cho nên sau khi đến nơi, chúng ta phải nâng cao tinh thần lên gấp 12 vạn lần, tuyệt đối không thể sơ suất. Người có thể được xưng là tiên đế yêu đế một phương, cho dù ở tiên giới cũng là nhân vật đếm trên đầu ngón tay, mặc kệ là lúc nào cũng không thể thiếu cảnh giác. Nếu không cho dù là tỷ tỷ thì cũng không thể bảo vệ được đệ, nhất là sau khi đến tiên phủ cửu vĩ. Nếu gặp phải nguy hiểm, có lúc còn không tự lo được cho chính mình. Dương Bách Xuyên biết ý nghĩa lời nhắc nhở của Phong Tiên là ý tốt, hy vọng hắn không thể tự đại, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, nên hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó Phong Tiên đi đầu dẫn đường, chồn nhỏ ngồi trên vai Dương Bách Xuyên, trong tay kéo Tiểu Phượng Hoàng, hai lớn một nhỏ, một chồn nhỏ bước vào dãy núi phủ đầy sương mù. Vốn tưởng sẽ gặp rất nhiều phiền phức, nhưng sau khi có Phong Tiên dẫn đường, tất cả lại rất thuận lợi. Theo lời Phong Tiên nói, lần trước nàng ta đến coi như đã tìm được một con đường tắt khá an toàn, cả đường đi thi thoảng sẽ gặp vài chỗ hiểm yếu và yêu thú, nhưng đều bị Phong Tiên dễ dàng giải quyết. Bọn họ chỉ tốn nửa tháng đi bộ trong dãy núi sương mù 3.000 dặm, cuối cùng đã đến điểm đích. Cả đường đi coi như thuận lợi. Đương nhiên Dương Bách Xuyên biết rõ nguy hiểm đều bị Phong Tiên giải quyết rồi, hắn chỉ đi theo sau giống như người qua đường, không hề ra sức. Sau khi chia xa khoảng 200 năm, sự trưởng thành của Phong Tiên đã vượt xa tưởng tượng của hắn, theo lời của bản thân Phong Tiên, bây giờ nàng ta là cấp bậc tán tiên ngũ chuyển, hoặc nói là cấp bậc chân tiên, nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ chắc chắn không chỉ có vậy. Bởi vì cả đường đi, thủ đoạn Phong Tiên thi triển ra khiến hắn mở rộng tầm mắt, đã có hiểu biết càng sâu sắc hơn với sinh linh của tiên giới. Trong lòng hắn thầm nhắc nhở bản thân. Sau này tuyệt đối không thể xem thường sinh linh thật sự đến từ tiên giới, nếu không đến lúc đó hắn sẽ phải chịu thiệt lớn. Điểm đích tất nhiên là tiên phủ cửu vĩ, cũng là tiên phủ tu luyện của sư nương hắn, nhưng lời nói lúc trước của lão đầu khiến hắn rất phiền muộn. Bởi vì lão đầu từng nói, ông hoàn toàn chưa từng đến tiên phủ cửu vĩ, chỉ là biết sư nương cửu vĩ này sống ở tiểu yêu giới. Nếu không tiên phủ cửu vĩ đối với hắn chẳng khác nào vào nhà của chính mình. Có bảo vật gì ở bên trong mà không phải là của hắn? Sao lại để Phong Tiên trà trộn vào trong được?
Đương nhiên Dương Bách Xuyên không hề nói với Phong Tiên chuyện Tiên Phủ Cửu Vĩ là nhà của sư nương hắn. Trong lòng Dương Bách Xuyên biết rõ, lão đầu tuyệt đối sẽ không để Phong Tiên lấy đồ quan trọng ra khỏi Thiên Phủ Cửu Vĩ. Đây là sự hiểu biết của hắn về lão đầu, cho nên sau khi nghĩ đến những điều này, tâm trạng của Dương Bách Xuyên rất tốt. Hắn không hề lo lắng mình sẽ không có thu hoạch ở Tiên Phủ Cửu Vĩ. Cổng Tiên Phủ Cửu Vĩ quả thật là ở trên một ngọn núi lớn như Phong Tiên nói. Nói chính xác chỉ là một môn hộ trên ngọn núi thẳng đứng như mặt gương bị đao kiếm chém bằng. Đá trên núi có màu xanh, núi lớn tràn ngập vầng sáng màu xanh nhạt, cao khoảng trăm trượng, rộng khoảng trăm trượng, vuông vắn. Nếu là hình tròn, thì nhìn từ xa sẽ giống một mặt gương lớn. Trên đó có từng minh văn ảm đạm hiện ra, giống như hoa văn tự nhiên mọc trên tảng đá, đẹp đẽ và thần bí. Cửu Nhi tỷ tỷ, chính là nơi này à? Dương Bách Xuyên nhìn ngọn núi giống mặt gương, vừa hỏi vừa tiến về phía trước. Lúc này Phong Tiên vội vàng kêu lên, Xuyên đệ đệ đừng qua đó, nơi này chính là môn hộ của Tiên Phủ Cửu Vĩ, đệ đừng lỗ mãng tới gần, mỗi một minh văn trên ngọn núi đều chứa đựng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, chạm vào là nổ, cho dù là tỷ tỷ cũng phải né tránh, không dám cố chạm vào. Bây giờ điều chúng ta cần làm là tìm cách phá giải đại trận, cưỡng chế xông vào hoàn toàn không dùng được. Mặc dù nghe đồn Cửu Vĩ Yêu Đế đã rời khỏi Tiểu Yêu Giới từ lâu, nơi này vẫn luôn bỏ hoang, nhưng uy lực đại trận môn hộ của Tiên Phủ Cửu Vĩ vẫn luôn tồn tại, vô số năm nay có quá nhiều tu sĩ của Tiểu Yêu Giới mất mạng tại đây. Đệ hãy nhìn bên dưới ngọn núi. Phong Tiên bảo Dương Bách Xuyên nhìn bên dưới của ngọn núi. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên nhìn theo ánh mắt của Phong Tiên, ngay sau đó hắn phải hít ngược khí lạnh. Ui! Trong đống lá khô và bùn đất bên dưới ngọn núi có ánh sáng trắng như ẩn như hiện. Nhìn kỹ thì thấy những ánh sáng trắng không phải cái gì khác, mà chính là xương người. Xương người chất như núi. Không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng, chúng vẫn lấp lóe ánh sáng, vẫn chưa phân hủy, còn mang theo ánh sáng nhạt, điều này chứng tỏ tu sĩ chết ở đây đều có tu vi không yếu. Khỏi cần nghi ngờ, những người này là muốn vào Tiên Phủ Cửu Vĩ, kết quả lại chôn thân dưới đại trận. Đây, đúng là... Dương Bách Xuyên muốn cảm thán, nhưng lại không biết nên nói gì. Trong trăm trượng, toàn là xương người. Rốt cuộc có bao nhiêu người mất mạng ở đây? Là mấy nghìn, hay là mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn? Tóm lại trông hơi đáng sợ. Có điều Dương Bách Xuyên biết, đây chính là lòng người không biết đủ, là hậu quả của tham dục quá nặng. Những người này muốn tiến vào Tiên Phủ Cửu Vĩ, nhưng lại không có năng lực chống đỡ công kích của trận pháp. Cuối cùng đều chết dưới uy lực của đại trận. Dương Bách Xuyên lại tăng thêm hai lời cảnh cáo với bản thân, thứ nhất, làm việc không thể lỗ mãng, thứ hai, khống chế tham dục của bản thân. Nếu không sẽ có kết cục giống những người này. Trong mắt Tiểu Phượng Hoàng và Chồn Nhỏ cũng có vẻ kinh ngạc, Dương Bách Xuyên nói, Chồn Nhỏ, San Hồng, phải nhớ kỹ xương trắng chất như núi này, bọn họ đều chết vì tham lam. Sau này các muội nhất định phải khống chế tham dục của bản thân. Đối mặt với thiên tài địa bảo gì cũng không thể lỗ mãng, người có năng lực thì sẽ có được, năng lực không đủ đừng cưỡng cầu, đạo tu luyện sống lâu, sống thì mới có thể đi càng xa. Đây đều là người tu vi không tầm thường, không phải người phàm, bọn họ cũng có thể biến thành xương trắng như núi, uy lực đại trận này không cần nói cũng biết, tuyệt đối không thể hành sự nghịch thiên. Chít chít, biết rồi ca ca, Chồn Nhỏ và Tiểu Phượng Hoàng đáp. Lúc này, Phong Tiên cười nói. Xuyên đệ đệ cũng đừng để trong lòng quá, người chết ở đây, theo tỷ tỷ thấy hoặc là kẻ liều lĩnh, hoặc là tham dục quá nặng, hoặc chính là không hiểu trận pháp, nếu không cũng sẽ không biến thành xương trắng. Chúng ta đến đây, tất nhiên tỷ tỷ có cách phá trận để vào trong. Làm sao phá? Dương Bách Xuyên nhìn Phong Tiên, hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phong Tiên nói, trận pháp này là trận pháp gì, nói thật tỷ tỷ thật sự không nhìn ra được. Nhưng cũng đã tìm được một góc phá giải, đủ cho chúng ta vào trong, cho nên lần này tỷ tỷ mới nhờ ngươi bảo Tiểu Phượng Hoàng đến tộc thần Phượng lấy mắt Phượng Hoàng. Lần trước tỷ tỷ vào trong tìm được lỗ hổng của trận pháp, có thể cưỡng ép phá vỡ một góc, nhưng cần mắt Phượng Hoàng của Tiểu Phượng Hoàng trợ giúp mới có thể mở trận pháp trong thời gian ba hơi thở. Đến lúc đó chúng ta sẽ có thời gian ba hơi thở vào Cửu Vĩ Tiên Phủ, ta nghĩ có lẽ sẽ đủ, đến lúc đó ngươi chỉ cần giúp ta, nhưng sau thời gian ba hơi thở. Trận pháp chắc chắn sẽ phản phệ, đến lúc đó tỷ tỷ cũng không thể cam đoan có thể toàn thây trở ra, nên chúng ta phải nắm bắt thời gian.
Được, người sắp xếp đi ta sẽ phối hợp. Dương Bách Xuyên cũng không biết Phong Tiên tìm được sơ hở gì của trận pháp, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đối với trận pháp này thật ra hắn cũng không hiểu rõ, dù sao cũng là tiên trận, nếu là tiên phủ của cửu vĩ yêu đế, phá không ra nhìn không thấu cũng là chuyện bình thường. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên trao đổi với lão già. Lão già, cách mà Phong Tiên nói có ổn không? Môn hộ đại trận ở chỗ này của sư nương rốt cuộc là trận pháp gì vậy? Dương Bách Xuyên biết sư phụ nhất định sẽ cho hắn đáp án, bởi vì cửu vĩ tiên phủ là tiên phủ của sư nương hắn. Quả nhiên nghe thấy lão gia mang theo một tia thương cảm nói, trận này tên là, chính là đại trận mà vi sư dựa vào thượng cổ đại trận để đặc biệt nghiên cứu cho sư nương con, không ngờ nàng ấy vẫn còn dùng. Sau khi cảm khái, Vân Thiên Tà dừng lại một chút rồi nói tiếp, cách của tiểu ong mật này cũng đúng, nhưng phải khống chế tốt thời gian, sau ba hơi thở quả thực có phản phệ mạnh mẽ. Dù là tiểu ong mật cũng khó mà ngăn chặn được. Lão già, nếu trận pháp này là do người tạo ra, vậy người nhất định phải có cách tiến vào trong chứ. Mau truyền cho con đi, để bọn con không gặp nguy hiểm. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ Vân Thiên Tà nói xong, trong lòng mừng rỡ. Vân Thiên Tà nói, vi sư, khụ khụ, bây giờ cũng không có cách nào, trận pháp này đã kéo dài rất lâu rồi, đương nhiên đã được sư nương cải tiến. Bí pháp vào trận mà vi sư nắm trong tay chưa chắc dùng được, nếu làm không tốt còn có tác dụng ngược, vẫn nên dùng cách của tiểu ong mật đi, chỉ cần nàng ta có thể tìm ra sơ hở là có thể vào trong. Vi sư nghĩ cách của tiểu ong mật hẳn là từ vị trí của thiên địa cũng là càn khôn, đến lúc đó càn khôn điên đảo, chỉ cần dùng mắt phượng hoàng của tiểu phượng hoàng tìm kiếm điểm cân bằng trong thiên địa. Đến lúc đó càn khôn phá ỡ sẽ có sức mạnh pháp tắc ngũ hành mạnh mẽ xuất hiện. Chỉ cần dùng thần hỏa của tiểu phượng hoàng quét sạch, tìm ra điểm cân bằng, từ đó tiến vào tiên phủ. Dương Bách Xuyên nghe lão già nói, cũng không nhiều lời nữa, hắn biết trạng thái bây giờ của lão già chỉ là một tia tàn hồn, không có tiên thể, muốn làm chuyện gì cũng khó. Thời điểm này quả thật không thể không nhờ vào cách của yêu tiên chân chính là Phong Tiên, dù sao bọn họ cũng phải tiếp xúc với đại trận thực sự, không phải ảo cảnh. Trong lúc trao đổi với lão già, Phong Tiên cũng nói, ta sẽ mở ra thiên địa, sau đó tiểu phượng hoàng hãy dùng lửa phượng hoàng đốt cháy nó, tìm ra điểm cân bằng của thiên địa, đến lúc đó ta sẽ mở ra trận pháp, Xuyên đệ đệ, đệ hãy quan sát từ phía, trong lúc tỷ tỷ thi pháp không thể bị làm phiền. Được, Dương Bách Xuyên đồng ý, nói với tiểu phượng hoàng, San Hồng cẩn thận chút. Vâng, ca ca yên tâm, tiểu phượng hoàng gật đầu. Khi luồng sức mạnh đầu tiên rơi xuống, phát ra một tiếng nổ vang. Dương Bách Xuyên đứng bên cạnh quan sát, nhìn thấy từng dòng chữ trên toàn bộ ngọn núi dường như trở nên sống động, từ mờ sang sáng, tỏa ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ. Hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, mà Phong Tiên khua tay càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, Phong Tiên đánh ra mấy trăm luồng sức mạnh vào ngọn núi, sau đó nói với tiểu phượng hoàng mau ra tay. Trong lúc Phong Tiên nói chuyện, hai tay nàng ta phát ra hai cột ánh sáng lớn liên tiến bắn vào ngọn núi. Hoặc cũng chính là trận pháp, trông có vẻ đang cố hết sức bảo tiểu phượng hoàng mau ra tay. Lúc này tiểu phượng hoàng gầm lên một tiếng biến về bản thể phượng hoàng, toàn thân rực lửa bay lên trời, há miệng hướng về phía ngọn núi, phun ra một ngọn lửa phượng hoàng màu tím giữa hai cột sáng của Phong Tiên. Bùm! Ngọn lửa của tiểu phượng hoàng đốt cháy ngọn núi, sau một tiếng nổ nặng nề, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một đường màu xanh xuất hiện trong ngọn lửa. Mở! Lúc này vẻ mặt Phong Tiên vui vẻ, hướng về phía ngọn lửa đang rực cháy của tiểu phượng hoàng hét một tên, hai cột sáng trên tay nàng ta đột nhiên hợp lại trên một đường màu xanh lục. Trong phút chốc, ánh sáng xanh bùng lên, một cánh cổng màu xanh xoay tròn xuất hiện, Dương Bách Xuyên dường như nhìn thấy bên trong có một không gian xanh tươi tốt, giống như một thế giới nhỏ bé. Hắn biết Phong Tiên và tiểu phượng hoàng đã mở được cánh cổng dẫn vào cửu vĩ tiên phủ. Mau vào! Lúc này chỉ nghe thấy Phong Tiên nói, ra hiệu cho Dương Bách Xuyên tiến vào trong. Dương Bách Xuyên chờ đợi đã lâu, đương nhiên biết thời gian gấp rút, bọn họ chỉ có thời gian ba hơi thở, không dám trì hoãn, lắc người một cái biết thành hư ảnh cùng với chồn nhỏ nhảy vào cánh cửa màu xanh, biến mất ngay lập tức. Sau đó Tiểu Phượng Hoàng và Phong Tiên cũng lần lượt vào trong. Thời gian vào đến bên trong quả thực mất ba hơi thở, vừa vặn. Sau khi bọn họ vào trong, những dòng chữ khác trên núi cũng dần mờ đi, trở về hình dáng ban đầu, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dương Bách Xuyên đặt chân xuống đất,
sau lưng hắn có hai luồng sáng lóe lên, Tiểu Phượng Hoàng và Phong Tiên xuất hiện, ba người gần như đồng thời đi vào. Chi chi! Lúc này chồn nhỏ trên vai Dương Bách Xuyên kêu lên một tiếng rồi nhảy vọt ra ngoài. Chồn nhỏ quay lại. Dương Bách Xuyên lo lắng, sợ chồn nhỏ lỗ mảng sẽ gây ra biến cố gì đó, bọn họ chỉ vừa vào Cửu Vĩ Tiên Phủ, còn chưa đứng vững gót chân, cũng chưa xem xét tình hình, không biết hoàn cảnh ở đây thế nào, có cái gì tồn tại mà chồn nhỏ lại vọt đi như vậy, lỡ như ở đây có sinh linh mạnh mẽ nào đó tồn tại sẽ thiệt thòi lớn. Phải biết rằng nơi này là tiên phủ cấp bậc yêu đế. Tuy rằng Phong Tiên nói Cửu Vĩ yêu đế đã rời khỏi đây từ lâu, nhưng lời đồn chung quy vẫn là lời đồn, vẫn chưa được chứng thực, lỡ như Cửu Vĩ yêu đế vẫn còn tồn tại trong tiên phủ thì sao? Nói không chừng chồn nhỏ sẽ gặp rắc rối lớn, tất cả mọi người cũng xui xẻo theo. Cấp bậc yêu đế, tuy Dương Bách Xuyên không hiểu rõ lắm, không biết rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, nhưng chắc chắc là một sự tồn tại vô cùng huyền diệu. Giết bọn họ có lẽ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đương nhiên Cửu Vĩ yêu đế là sư nương của hắn, nhưng sư nương người ta không biết hắn. Không sao, chỉ là một cây linh quả, không có nguy hiểm gì. Phong Tiên đi tới nói. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng đã thấy chồn nhỏ nhảy tới một cái cây linh quả cách bọn họ mấy chục thước. Lá cây màu trắng, thân cây màu đỏ, mọc đầy những quả linh quả ngoại hình trông giống như cà. Quả có màu tím nhạt, trông giống cà tím. Nhưng từ xa cũng đã ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu. Dương Bách Xuyên cười khổ, hắn biết chồn nhỏ này thích ăn uống, nhìn thấy linh quả liền không thể kiềm chế được. Hắn cũng không thấy gì nguy hiểm nên không quan tâm nữa mà bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lúc này mới phát hiện nơi bọn họ đứng dường như nằm trong cốc của một ngọn núi. Khắp núi đều là những loài thực vật không biết tên, muôn màu muôn vẻ, hai bên sơn cốc cũng có rất nhiều linh quả, hơn nữa linh khí dồi dào. Nhưng so với thế giới bên ngoài thì những linh quả linh thụ này đều là bảo vật của thiên địa. Đây có vẻ chỉ là một sơn cốc bình thường, cũng không biết bên ngoài sơn cốc sẽ như thế nào. Nơi này trời xanh mây trắng, nhưng mặt trời và mặt trăng lại tồn tại cùng nhau. Phong Tiên lên tiếng, nhật nguyệt đồng huy, bất phân ngày đêm, tồn tại vĩnh hằng, chính là Cửu Vĩ Tiên Phủ, linh khí tràn đầy, thậm chí còn có tiên linh lực tồn tại, không hổ là phủ của tiên nhân. Nơi này có lẽ chỉ là rìa thôi, ta sẽ xem xét từ trên không. Dương Bách Xuyên nói xong bay lên trời, không gian ở đây không có giới hạn sức mạnh, Dương Bách Xuyên chỉ trong nháy mắt đã bay lên trời cao. Sau đó trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc. Hắn phát hiện ở đây có một tòa phủ đệ rất lớn, mà sơn cốc nơi bọn họ đứng nằm ở phía sau hoa viên của phủ đệ ấy. Xa xa, hắn nhìn thấy cung điện lầu các, hợp với trận pháp, ở phía xa xa có sương mù dày đặc. Dường như là một thế giới nhỏ khép kín. Cả thế giới nhỏ này chính là một tòa tiên phủ, hoặc là nói tòa tiên phủ này chính là một thế giới. Đây là Cửu Vĩ Tiên Phủ. Cho nên Dương Bách Xuyên rất cảm khái, không hổ là tiên phủ cấp bậc yêu đế, không hổ là phủ của sư nương hắn, chỉ có hai chữ hùng vĩ. Vốn dĩ hắn muốn phóng thần thức đi thăm dò thử, nhưng nơi này ngăn cách thần thức, lại là nơi có sức mạnh pháp tắc hạn chế, Dương Bách Xuyên đáp xuống đất. Phong Tiên hỏi, quan sát thấy gì rồi? Cả thế giới ở đây chính là một tòa phủ lớn. Dương Bách Xuyên nói những gì mình thấy với Phong Tiên. Phong Tiên nghe xong đáp, cũng bình thường thôi, dù sao đây cũng là phủ đệ của yêu đế, một nơi như vậy ở hạ giới cũng đã đủ hùng vĩ rồi, đúng rồi, có nhìn thấy sinh linh nào tồn tại không? Dương Bách Xuyên lắc đầu nói, không có, không cảm nhận được hơi thở gì, nhưng chúng ta cẩn thận thì hơn. Đúng vậy. Vậy chúng ta ra khỏi sơn cốc xem thử, nếu nơi này đã là hậu hoa viên, vậy cũng không có sơn môn gì, xem như là bất việc. Phong Tiên nói rồi dẫn đầu ra khỏi sơn cốc. Dương Bách Xuyên nắm tay Tiểu Phượng Hoàng, gọi chồn nhỏ về, đi theo Phong Tiên. Chồn nhỏ nằm trên cây linh quả có chút không tình nguyện xuống, Dương Bách Xuyên cười mắng, đúng là ham ăn, đi thôi, ra khỏi sơn cốc còn có nhiều linh quả tốt hơn chờ ngươi, trước khi đi ta sẽ thu những linh quả này vào bình càn khôn. Đảm bảo cho ngươi ăn no. Chi chi chi. Chồn nhỏ phát ra tiếng kêu vui vẻ, nhảy lên vai Dương Bách Xuyên. Sơn cốc không dài lắm, 5-6 phút sau Dương Bách Xuyên, Tiểu Phượng Hoàng và Phong Tiên đã ra được bên ngoài. Trước mắt bọn họ là một tòa cung điện. Cung điện này cao khoảng 30 mét, vô cùng to lớn. Không có tường vây gì cả, chỉ là một tòa cung điện lẻ loi cách bọn họ chừng 100 mét. Cây ếch đến trước cung điện.
Dương Bách Xuyên nhìn thấy trên cổng cung điện có một tấm bảng, trên đó có ký hiệu của yêu tộc, nhưng hắn không đọc được. Nhưng bên cạnh hắn có một yêu tiên. Cửu Nhi tỷ tỷ, trên tấm bảng này viết gì vậy? Dương Bách Xuyên trực tiếp hỏi. Ba chữ Thủy Thần Cư, đây là văn tự của yêu tộc thượng cổ. Phong Thiên cau mày nói. Dương Bách Xuyên thấy nàng ta dường như biết một ít, liền nói, có nghĩa là gì? Phong Thiên trầm tư một lát mới nói, có một truyền thuyết không biết đúng hay sai, liên quan đến tộc Cửu Vĩ và Thủy Thần, bây giờ xem ra là thật rồi. Truyền thuyết gì? Dương Bách Xuyên tò mò hỏi. Phong Thiên chậm rãi nói, nghe đồn tộc Cửu Vĩ đứng đầu yêu đình thời viễn cổ, một trong những đại thần dưới quyền Đông Hoàng chính là yêu đình chân chính, được gọi là Cửu Vĩ Thượng Đế. Mà dưới quyền của Cửu Vĩ Thượng Đế có ba đại thần hộ pháp, một trong số đó là Thủy Thần. Thủy Thần trong truyền thuyết có mình hổ, tám chân, tám đuôi, tám đầu, pháp lực vô biên, là một trong ba đại thần hộ pháp của Cửu Vĩ Thượng Đế, am hiểu việc điều khiển nước, hiệu lệnh nguyên tố nước thời gian, vô cùng tài giỏi. Các vị thần hộ pháp bên cạnh Cửu Vĩ Thượng Đế trước giờ đều đi theo Cửu Vĩ Thượng Đế như hình với bóng, Cửu Vĩ Thượng Đế cung ở đâu thì hộ pháp thần điện sẽ ở đó. Còn hai vị thần hộ pháp khác thì sao? Là ai? Dương Bách Xuyên rất hứng thú với truyền thuyết này. Phong Tiên nói, vị thần hộ pháp thứ hai là Sa Thi Thần, thực chất là một cặp thanh xà chống mái. Theo truyền thuyết thì Sa Thi Thần quấn trên tai của Cửu Vĩ Yêu Đế giống như một đôi khuyên tai, không ai biết họ có pháp lực thế nào, cũng không có bất cứ lời đồn nào liên quan, là sự tồn tại bí ẩn nhất trong ba vị thần hộ pháp của Cửu Vĩ Thượng Đế. Người cuối cùng là thần Đế Giang, thân hình màu vàng, toàn thân đỏ sẫm như lửa, có sáu chân, bốn cánh, tinh thông ca múa, có lẽ có sức mạnh mê hoặc gì đó. Dương Bách Xuyên nghe xong cảm thấy kỳ lạ, nhưng hắn không quan tâm, dù sao đây cũng chỉ là lời đồn, hơn nữa họ là thần hộ pháp của Cửu Vĩ Thượng Đế, yêu đế thời viễn cổ, lão tổ tông của tộc Cửu Vĩ. Đến bây giờ không biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, họ cũng đã trở thành truyền thuyết, có lẽ không còn tồn tại nữa. Nhìn sắc mặt lo lắng của Phong Tiên, Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, Cửu Nhi tỷ tỷ đừng lo lắng, đây đều là truyền thuyết, chỉ là một tòa cung điện mà thôi. Không nói lên điều gì cả. Phong Thiên nói, cũng mong là ta nghĩ nhiều, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, thế này đi, lát nữa sau khi vào đại điện chúng ta đều phải cẩn thận, nếu có gì không đúng thì lập tức rời đi. Được, Dương Bách Xuyên đáp. Phong Thiên lập tức tiến lên, thận trọng đánh ra một luồng sức mạnh vào cửa chính điện của Thủy Thần Cư. Rầm. Ngay sau đó cửa chính phát ra một tiếng động lớn rồi lại mở ra một cách dễ dàng. Điều này khiến Dương Bách Xuyên và Phong Tiên đều sửng sốt, không ngờ Thủy Thần Điện khí thế hùng vĩ như vậy lại bị mở ra một cách dễ dàng, hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự gì. Sau khi sững sờ một hồi, hai người đi về phía đại điện. Vào trong đại điện, Dương Bách Xuyên, Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng trở nên thật nhỏ bé, đại điện cao khoảng 30 trượng, độ cao lên đến 100 mét, thật sự quá rộng lớn. Xung quanh cũng rộng khoảng 30 trượng. Dương Bách Xuyên nghĩ đây có lẽ là sự khác biệt giữa yêu tộc và nhân tộc, đến đại điện cũng xây dựng theo hình dáng cơ thế. Nhưng sau khi đi vào đại điện cũng rất đặc biệt, như thể đang đi trên mặt nước, một vực nước sâu thăm thẳm. Bọn họ xuất hiện trên mặt nước, nhưng lại cảm giác cứng rắn như mặt đất, cảm giác rất kỳ lạ, mà bốn phía cũng mông lung mờ mịt, như thể đang ở trong biển cả vô tận, nhìn không thấy điểm cuối. Cả đại điện đều rất u ám, không có thứ tồn tại. Cửu Nhi tỷ tỷ, nơi này làm sao vậy? Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi. Phong Tiên nói, e là có càn khôn khác, chúng ta cẩn thận chút đi. Phong Tiên cũng nhìn không thấu đại điện này, không hiểu hoàn cảnh ở đây thế nào. Hai người vừa nói chuyện thì phía sau có tiếng động lớn. Dương Bách Xuyên và Phong Tiên vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cánh cửa chính điện phía sau họ đã đóng lại. Cả đại điện lập tức chìm vào bóng tối. Biến cố bất ngờ khiến ba người Dương Bách Xuyên đều kinh hãi. Đại điện vốn đã tối tăm sau khi đóng cửa liền tối đến nỗi khó mà nhìn thấy năm ngón tay. Cũng không thể dùng thần thức thăm dò, thị lực bình thường đương nhiên không thể nhìn thấy gì cả. Đúng lúc này, trong bóng tối vang lên một giọng nói tang thương, các tiểu bối, chào mừng đến với thế giới của bổn thần. Các ngươi có hai lựa chọn, một là tìm được bổn thần, sau đó đánh bại bổn thần. Hai là nếu không tìm thấy bổn thần hoặc là dù tìm thấy rồi mà không đánh bại được bổn thần thì các ngươi chỉ có một con đường, chết đuối trong thế giới của bổn thần. Ha ha ha, hàng vạn năm rồi,
bổn thần cuối cùng không còn buồn tẻ nữa, bổn thần sắp điên mất thôi, ha ha ha. Giọng nói đột nhiên vang lên này khiến ba người Dương Bách Xuyên biến sắc, mấu chốt là căn bản không cảm nhận được giọng nói này phát ra từ đâu, hoàn toàn là xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Nghe giống như một người bị giam giữ trong ngục vô số năm, không có ai để trò chuyện, không có tiếp xúc với bên ngoài, tâm lý trở nên vặn vẹo. Bây giờ đột nhiên có mấy người vào nhà giam, như thể gặp được con mồi, liền trở nên vô cùng kích động. Có cảm giác như mèo vờn chuột vậy. Còn nữa người này tự xưng là bổn thần, khẩu khí cũng lớn thật. Còn đưa ra hai lựa chọn, muốn ba người Dương Bách Xuyên tìm được hắn ta rồi đánh bại hắn ta, nếu không sẽ giết chết bọn họ. Đây là tình huống gì? Dương Bách Xuyên có chút không rõ ràng. Phong Tiên run rẩy nói, ngươi là ai? Ha ha ha, bổn thần chính là thủy thần dưới quyền của Cửu Vĩ Thượng Đế, các ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, mau tìm bổn thần đi, chúng ta đánh một trận, ha ha ha. Trong giọng nói này còn có chút hưng phấn. Lúc này Dương Bách Xuyên bình tĩnh lại, trong lòng mắng một câu, biến thái. Đồng thời cũng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ thực sự là thần hộ pháp của Cửu Vĩ Thượng Đế sao? Dương Bách Xuyên đương nhiên có chút không tin. Cho nên hắn hỏi sư phụ Vân Thiên Tà, nơi này là tiên phủ của sư nương, sư phụ chính là người hiểu rõ nhất. Sư phụ, giọng nói này thật sự của thủy thần dưới quyền Cửu Vĩ Thượng Đế sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Chỉ nghe thấy giọng nói khinh thường của lão già vang lên trong tâm trí hắn, thủy thần chó má gì, cùng lắm chỉ là một hậu duệ của yêu tiên mà thôi, nói không chừng chỉ là phân thân. Dương Bách Xuyên nghe được giọng điệu khinh thường của lão đầu, trong lòng yên tâm hơn nhiều. Hắn hỏi, lão đầu, hậu duệ gì cơ? Cửu Vĩ Thiên Đế chỉ có một mình Cửu Vĩ Hồ Lão Tổ, phía dưới quả thật còn có tam đại hộ pháp, hơn nữa bên cạnh mỗi đời Cửu Vĩ Yêu Đế đều sẽ có hộ pháp, nhưng là hậu duệ của hộ pháp. Đương nhiên không phải là cái gì mà thần hay không thần, đây chỉ là một cách gọi để tự dát vàng lên mặt mình mà thôi. Thủy thần chỉ là một cách gọi khi được truyền thừa, hoặc nói đúng hơn là một chức vị, thế nên đừng để bị dọa sợ, vi sư có thể cảm nhận được nó cao nhất cũng chỉ là lục truyền, tương đương với kim tiên, không thể nào là hộ pháp chân chính, có lẽ là con cháu của hộ pháp. Xuất hiện ở đây là để các con tìm và đánh bại nó, chắc hẳn sư mẫu con đã có sắp xếp. Con nói với tiểu ong mật đừng căng thẳng quá, bởi vì trước kia từng nghe qua câu chuyện về hộ pháp của Cửu Vĩ Thiên Đế nên mới có định kiến sẵn, bởi vậy trong lòng đương nhiên là sợ hãi. Nếu cứ ở tình trạng này thì các con sẽ bị thủy thần đùa chết, mặc dù là con cháu thủy thần nhưng cũng là cao thủ không chế nước, nếu con không tìm thấy, đánh bại nó thì nó sẽ dìm chết các con, đồng tâm hiệp lực bắt một hậu duệ của thủy thần không phải là vấn đề. Lần này, vi sư sẽ không ra tay giúp con. Cũng xem như cho con một lần thử thách, khảo nghiệm tổng hợp. Ba người các con, à đúng, cộng cả con trồn của con nữa, cũng xem như màn phối hợp giữa những tu sĩ cấp cao, rèn luyện tu vi thực lực. Vi sư rất chờ mong thành quả tu luyện của con, nhớ kỹ hãy dùng tất cả những bản lĩnh mà con học được để đối phó với hậu duệ thủy thần, đừng nghe nó dọa, nó chỉ là một dị thú hậu duệ mà thôi, không đến mức mạnh như vậy. Nghe lão đầu nói xong, Dương Bách Xuyên quả thật vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì hắn đã đích thân giết chết thần phượng bà có cấp bậc lục truyền. Mà hiện tại, hậu duệ thủy thần mà lão đầu nhắc tới cũng có cùng cấp bậc, thực lực tương đương với kim tiên, thế nên Dương Bách Xuyên đã thả lỏng hơn, cấp lục truyền mà thôi, một mình con cũng có thể giết nó. Vừa dứt lời, trong đầu hắn đã vang lên một câu chửi mắng đầy giận dữ của lão đầu, tiểu tử vô liêm sỉ, khen một chút đã nghĩ mình giỏi thật à. Con cho rằng lục truyền thì giống nhau hết sao? Tu sĩ lục chuyển cỡ như thần phượng bà, cộng 10 bà ta lại cũng không phải là đối thủ của thiên địa dị thú, nếu như con khinh địch thì cứ chờ chết đi, nhắc lại một lần nữa, đừng trông chờ vi sư sẽ giúp con, cứ biết thế nhé. Nói xong, Vân Thiên Tà tức giận biến mất. Dương Bách Xuyên hết sức xấu hổ, quả thực vừa rồi hắn có chút mất tập trung. Lão đầu đã nói không giúp rồi, Dương Bách Xuyên cũng không còn cách nào khác. Điều duy nhất mà hắn có thể làm là phối hợp với Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng để giải quyết vấn đề. Sau đó, Dương Bách Xuyên nói với Phong Tiên vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, Cửu Nhi tỷ tỷ không cần phải lo lắng, đây không phải thủy thần mà chỉ là con cháu của thủy thần thôi, cấp bậc mạnh nhất cũng chỉ lục truyền, chúng ta hợp lực với Tiểu Phượng Hoàng, chắc chắn sẽ bắt được nó. Phong Tiên nghe vậy thì sững người, nàng hỏi theo bản năng, sao đệ lại biết? Tỷ không cần quan tâm vì sao đệ biết. Dù sao cũng sẽ không sai,
cái thứ đang lén lút giả thần giả quỷ kia không phải là thủy thần thật sự, tỷ chỉ cần biết ba người chúng ta đủ để đối phó với nó là được. Đợi lát nữa, tỷ và tiểu phượng hoàng, Trồn Nhi nghe chỉ huy của ta, chúng ta chắc chắn có thể tìm được con hàng này. Dương Bách Xuyên tràn đầy tự tin nói. Thật ra, hắn tự tin như vậy là để cho Phong Tiên xem, sợ nàng không đủ lòng tin, tới lúc đó sẽ chịu thiệt. Trong trận chiến sinh tử, niềm tin là thứ vô cùng quan trọng. Ở nơi tối tăm, mặc dù Phong Tiên không nhìn thấy sắc mặt của Dương Bách Xuyên, nhưng lại có thể nghe ra sự tự tin từ giọng nói của hắn. Thật ra tâm trạng dù tốt hay xấu đều có thể ảnh hưởng, lúc này Phong Tiên đã bị sự tự tin của Dương Bách Xuyên ảnh hưởng, tâm trạng cũng dần được bình tĩnh lại. Một lúc sau, Phong Tiên đột nhiên bật cười rồi nói, được, nghe theo đệ chỉ huy, chúng ta cùng nhau đi tìm nó, để Vân đệ đệ phải chê cười rồi, tỷ tỷ đường đường là yêu tiên, không ngờ tới thời điểm quan trọng lại bị làm cho rối bời, đáng ra phải. Ha ha, đây mới là cửu nhi tỷ tỷ chứ, Dương Bách Xuyên cười lớn, sự thật là hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Đạo tâm vô hình vô dạng nhưng lại có ở khắp mọi nơi, trường hợp của Phong Tiên là do suy nghĩ ngay từ đầu của nàng. Có thể là ấn tượng với cửu vĩ thiên đế và tam đại hộ pháp thủy thần quá sâu, dẫn tới bị ám ảnh mà không hề hay biết, vậy nên ở một hoàn cảnh tối tăm như điện thủy thần hôm nay, đạo tâm loạn là chuyện rất bình thường. Nhưng cũng may bây giờ Phong Tiên đã khôi phục lại trạng thái. Dù việc tiếp theo có khó khăn hay không thì vẫn có thể có một khởi đầu tốt đẹp. Khi Dương Bách Xuyên và Phong Tiên đang nói chuyện với nhau, bên trong đại điện tối tăm và trống trải, giọng nói của thủy thần hay nói đúng hơn là hậu duệ của thủy thần lại vang lên một cách thiếu kiên nhẫn. Tiểu tử ngươi khẩu khí cũng lớn thật, bản thân cũng muốn xem thử, ngươi làm thế nào để đối phó với bản thân. Trước tiên ngươi phải tìm thấy ta mới được, tiếp theo ta sẽ cho ngươi món khai vị nếm thử. Cạc cạc cạc. Giọng nói của kẻ tự xưng là thủy thần vang lên đầy đắc ý, vẫn đến từ mọi phương hướng, không thể phân biệt được nó ở đâu. Khi giọng nói im bặt, cả đại điện đột nhiên rung chuyển. Ngay sau đó, thân hình của mấy người Dương Bách Xuyên đều thoáng cái biến mất, chưa kịp phản ứng đã phát hiện mình đang ở trong nước. Lúc này, đại điện thực sự biến thành một thế giới nước tĩnh lặng. Nhưng nước không sâu lắm, có thể chỉ khoảng nửa mét, ở trên đầu gối. Phản ứng đầu tiên của Dương Bách Xuyên là cảm thấy buồn cười, hắn cười phá lên, này cái người nào đó, lẽ nào ngươi muốn dùng nước để nhấn chìm bọn ta sao? Chuyện này cũng quá buồn cười rồi thì phải. Nói thì nói như vậy nhưng thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên lại rất cảnh giác, trong hoàn cảnh như vậy, thủy thần triệu hoán nước, hơn nữa còn khiến bọn họ rơi xuống nước mà không có cảm giác nào, đây không phải là bản lĩnh mà người bình thường có thể làm được. Còn có một điểm là, đường đường là hộ pháp thủy thần của cửu vĩ thiên đế sao có thể đơn thuần dùng nước để đối phó với bọn họ. Dương Bách Xuyên ngoài miệng thì kiên cường nhưng bên trong lại ngập tràn cảnh giác. Anh đang cảm nhận những thay đổi xung quanh mình nhưng không tìm thấy điều gì khác biệt. Cạc cạc cạc, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bản tôn chỉ có chút mánh khóe này hay sao? Nếu như ngươi quả thật nghĩ như vậy thì đúng là chẳng có ý nghĩa, các ngươi cũng chỉ có một con đường chết, ha ha. Thủy thần giống như là một người quy định trò chơi, giọng cười đầy ý chơi đùa vang lên. Dương Bách Xuyên vẫn luôn cố gắng tìm kiếm chân thân của thủy thần, thế nên hắn không hề di chuyển, chỉ muốn tiếp tục nói chuyện với thủy thần. Hắn truyền âm cho Tiểu Phượng Hoàng và Phong Tiên, bảo bọn họ tìm kiếm vị trí của thủy thần. Thủy thần cái chó má gì, nếu ngươi đúng là thần hộ pháp của cửu vĩ thiên đế, vậy thì quang minh chính đại đánh một trận, lén lút giả ma giả quỷ cái gì, chó má. Dương Bách Xuyên mắng về nơi tối tăm không có ánh sáng. Lúc này, giọng nói đắc ý của thủy thần vang lên, ha ha, tiểu tử, ngươi muốn dùng kế khích tướng. Trở về tu luyện thêm một vạn năm nữa. Không gian nước tĩnh lặng này là thần thông độc quyền của bản thân, giở cho quỷ sau lưng là thú vui của ta, nhưng mà ngươi đã bất kính với bản thân, nếu ta không biểu hiện chút năng lực thì chẳng phải là có lỗi với ngươi hay sao? Dứt lời, trong bóng tối vang lên tiếng xé gió. Chuẩn bị phòng ngự. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên lập tức thay đổi. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện hai chân ở trong nước giống như là bị đổ bê tông, cắm sâu vào bên trong, cho dù hắn dùng bao nhiêu pháp lực thì đều không thể cử động. Nước có vấn đề. Phong Tiên lên tiếng, nhưng Dương Bách Xuyên nghe nàng nói như vậy thì lại rất bình tĩnh. Ba người đều bị nước khóa lại. Cạc 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 cạc. Từng tiếng xé gió từ mọi phía. Ngọn lửa khắp người Tiểu Phượng Hoàng bay vọt lên, lập tức tản ra bao trùm lấy ba người ở bên trong. Dương Bách Xuyên dùng bộ đồ bảy màu,
ánh sáng rực rỡ chiếu rọi trong bóng tối. Ngọn lửa của tiểu phượng hoàng vừa bùng lên đã rọi sáng bán kính 100 mét, mọi người đều có thể nhìn rõ thứ gì đang đột kích. Từng cây nhũ băng đang lao tới. Không cần hỏi cũng biết, đương nhiên là thủy thần giở trò. Ầm ầm ầm, từng cây băng nhũ lao vào hỏa diễm phượng hoàng, rất nhanh đã bị ngọn lửa làm cho bốc hơi. Lúc này, Dương Bách Xuyên và Phong Tiên liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được vẻ nhẹ nhõm từ trong ánh mắt của đối phương. Nếu như ngọn lửa của tiểu phượng hoàng có thể hóa giải được những cột băng nhũ này, vậy cũng chứng minh, bọn họ sẽ giải quyết được công kích của thủy thần, thậm chí còn giết được nó. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, quả nhiên như lão đầu nói, thủy thần này là con hàng cố làm ra vẻ thần bí, nó là hậu duệ, hơn nữa còn không biết là con cháu sau bao nhiêu đời của thủy thần, không có gì đáng sợ. San hồng, đun nước lên đi, Dương Bách Xuyên hô lên với tiểu phượng hoàng. Lửa khắc nước nên chắc ba người họ sẽ có thể cử động. Đại ca, đã rõ, tiểu phượng hoàng đồng ý rồi bắt đầu phóng lửa ra xung quanh. Ngay sau đó, tiểu phượng hoàng mang theo ngọn lửa tím tới quanh ba người bọn họ, bắt đầu đốt cháy. Một lúc sau, lượng lớn sương mù bay lên bầu trời. Dương Bách Xuyên vui mừng, quả nhiên có tác dụng, hắn có thể cảm nhận được nơi mình đang đứng đã lỏng hơn. Lúc này, Dương Bách Xuyên bắt đầu vận công, chân khí cường đại dồn xuống hai chân. Ầm, tiếng vang như tảng đá lớn rơi xuống nước, ngay sau đó hắn cố gắng dùng sức, một chân đã có thể cử động. Bên tai vang lên tiếng thứ hai, thứ ba, Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng cũng lấy lại được tự do. Sức mạnh của ngọn lửa Phượng Hoàng nằm ngoài sức tưởng tượng của Dương Bách Xuyên. Cái gì mà thế giới nước tĩnh lặng của thủy thần đã sụp đổ? Giọng Tiểu Phượng Hoàng lại vang lên, đại ca, muội cảm nhận được nó rồi, ở rìa phía đông nam. Dứt lời, Tiểu Phượng Hoàng phóng một ngọn lửa về phía đông nam. Dương Bách Xuyên nhìn thấy hai mắt của Tiểu Phượng Hoàng biến thành màu tím, lóe lên vầng sáng màu tím nhàn nhạt. Hắn biết Tiểu Phượng Hoàng đã dùng tử đồng chi nhãn của nàng, đây là một loại truyền thừa thiên phú thần thông thuộc về Phượng Hoàng, cũng giống như lửa Phượng Hoàng, nên sức mạnh của nó không cần phải nói. Khi Tiểu Phượng Hoàng lên tiếng, Dương Bách Xuyên nhìn theo hướng ngọn lửa, quả nhiên trong góc phía đông nam đại điện có một con dị thú kỳ quái. Giống hệt như miêu tả của Phong Tiên lúc trước. Thứ hắn nhìn thấy là một con quái vật kỳ lạ cao khoảng 20 thước, thân hổ, 8 chân, 8 đuôi, 8 đầu, toàn thân toàn màu màu xanh nhạt ẩn trong bóng tối, lông rất dài. Hậu duệ thủy thần. Lão đầu đã nói là hậu duệ, vậy chắc chắn không sai được. Lúc này, Dương Bách Xuyên híp mắt lại rồi hô lớn, đi lên giết chết nó, bà nội nó, giả thần giả quỷ, đúng là đáng giận. Vừa nói, thanh kiếm đầu long trong tay sáng lên. Bỗng nhiên bay đi như một thanh kiếm sắc nhọn. Lúc này, Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng cũng động thủ. Trồn Nhi ngồi xổm trên vai Dương Bách Xuyên, bộ lông dựng ngược, biến thân. Lúc này, dị thú thủy thần đang trốn ở góc đông nam có chút kinh ngạc, hắn không ngờ nhanh như vậy đã bị ba tên tiểu tử này phát hiện. Nhưng con hàng này không hề quan tâm, đôi mắt xanh đen lóe lên tia sáng nhàn nhạt. Dương Bách Xuyên dùng toàn lực chém kiếm đổ long tới. Giết! Chiếp! Tiểu Phượng Hoàng thét dài một tiếng, miệng phun ra một ngọn lửa màu tím, nhìn chỉ nhỏ như đầu ngón tay nhưng lại đậm hơn. Có lẽ cũng không hề yếu. Lúc này, toàn thân Phong Tiên tràn ngập ánh sáng, biến thành bản thể, một con ong mật chín cánh, cửu xí phong châm đen nhánh khiến người ta chỉ cần nhìn vào cũng thấy sợ. Trồn Nhi kêu lên rồi nhảy từ vai Dương Bách Xuyên xuống, hóa thành một tia sáng màu bạc, phóng to cơ thể theo sát kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Giờ khắc này cả bốn người bọn họ đều xuất chiêu. Kiếm của Dương Bách Xuyên chém tới, hậu duệ thủy thần hừ lạnh một tiếng, cả 8 cái đuôi phía sau con hàng này đều bắt đầu chuyển động. Trong không gian tối tăm và tĩnh lặng, 8 cái đuôi của hậu duệ thủy thần bộc phát ánh sáng xanh chói lóa, đối đầu với kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Ầm ầm. Sau tiếng nổ vang, kiếm khí của Dương Bách Xuyên tiêu tan. Điều này khiến Dương Bách Xuyên giật mình. Kiếm khí hắn dùng toàn lực chém đi có uy lực như thế nào, bản thân hắn hiểu rất rõ, cho dù là loại cao thủ như thần phượng bà thì cũng phải tránh 3 mũi nhọn sắc bén. Nhưng con hàng hậu duệ thủy thần này, không ngờ chỉ dùng 8 cái đuôi đã đánh tan một kiếm của hắn. Nhìn còn có vẻ rất nhẹ nhàng. Thực lực như vậy, sao Dương Bách Xuyên không kinh hãi cho được. Nhưng lúc này, ngọn lửa của Phượng Hoàng cũng đã tới trước người hậu duệ thủy thần.
Ngọn lửa màu tím dài chừng 3 mét, nhỏ như đầu ngón tay, chiếu sáng hơn nửa không gian. Lúc này, hậu duệ thủy thần cảm nhận được uy lực cường đại của lửa Phượng Hoàng, nó không dám khinh thường, 8 cái đầu, 8 cái đuôi cùng lúc ra trận. Dương Bách Xuyên nhìn thấy 8 cái đầu của hậu duệ thủy thần đang tỏa ra ánh sáng xanh cường đại mang theo yêu khí ngút trời, 8 cái đuôi cũng giống vậy, sức mạnh yêu khí màu lam cường đại dị thường. Lúc này, yêu lực đã che phủ toàn thân hậu duệ thủy thần, hơn nữa còn biến thành một tấm lưới màu xanh cực lớn, bao lấy ngọn lửa của Phượng Hoàng ở bên trong. Ầm. Sau một tiếng gầm, tấm lưới lớn màu xanh lam do hậu duệ thủy thần hình thành đã bị ngọn lửa của tiểu Phượng Hoàng đốt cháy, tạo thành một cái hố lớn. Ngọn lửa màu tím tuy nhỏ bé nhưng uy lực của nó không hề yếu, chỉ trong nháy mắt đã thiêu rụi hoàn toàn tấm lưới xanh của hậu duệ thủy thần. Không chỉ như vậy, ngọn lửa màu tím không chỉ đốt cháy tấm lưới mà còn thiêu tới bản thể của hậu duệ thủy thần với uy lực không hề giảm sút. Lúc này, hậu duệ thủy thần hừ lạnh một tiếng, ánh sáng xanh bùng lên, giống như một kết giới phòng ngự, ngăn cản ngọn lửa màu tím của tiểu Phượng Hoàng ở bên ngoài. Ầm, lại một tiếng nổ vang lên. Toàn bộ đại điện đều bừng sáng. Trong phút chốc, chỉ còn ánh sáng xanh chói mắt, Dương Bách Xuyên không nhìn được mà nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, ngọn lửa này của tiểu Phượng Hoàng sợ là không còn tác dụng rồi, phòng ngự của hậu duệ thủy thần nhìn rất uy lực, muốn phá rất khó. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giống. Tiếng gầm này rất thô, Dương Bách Xuyên nghe xong thì hai mắt sáng lên, hắn biết phong tiên không thể nào kêu như vậy, tiểu Phượng Hoàng và Trồn Nhi lại càng không. Vậy chỉ có thể là tiếng kêu thảm thiết của hậu duệ thủy thần. Cảm giác ánh sáng xanh chói mắt đã yếu đi, Dương Bách Xuyên mở to mắt nhìn thì lập tức vui mừng khôn xiết. Chỉ thấy phòng ngự trên người hậu duệ thủy thần tiêu tán, trên người lại xuất hiện một cái lỗ lớn. Chỉ thấy phòng ngự trên người hậu duệ thủy thần tiêu tán, trên người lại xuất hiện một cái lỗ lớn. Hơn nữa, ngọn lửa màu tím có kích thước bằng nắm tay không hề tắt, vẫn đang cháy trên người hậu duệ thủy thần. Lúc này, Dương Bách Xuyên hết sức mừng rỡ, không ngờ lửa của tiểu Phượng Hoàng lại mạnh như vậy, vậy mà lại không tắt, ngọn lửa màu tím là lửa có uy lực cao nhất của tiểu Phượng Hoàng, hơn nữa lại không tắt. Lần này thì hậu duệ thủy thần ăn đủ. Ngay sau đó, phong tiên cũng thi triển sức mạnh, chín cánh như hóa thành thời gian, Dương Bách Xuyên cảm nhận lúc này phong tiên đang phát huy lực lượng, tốc độ vượt quá tốc độ ánh sáng, chín cánh đập lúc trái lúc phải, cái đuôi phía sau tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt mạnh mẽ tấn công về phía hậu duệ thủy thần. Vĩ châm hậu trích lên người hậu duệ thủy thần. Phụt phụt phụt. Giống giống giống. Hậu duệ thủy thần không kịp tránh đòn tấn công của phong tiên, cũng không có lớp phòng ngự, bị phong tiên đâm thủng, phát ra tiếng gầm rú thảm thiết. À, bản thân phải giết chết các ngươi, bọn ngươi đều đáng chết, giống giống. Hậu duệ thủy thần kêu gào, bị vĩ hậu châm của phong tiên đâm để lại không ít lỗ máu trên người, máu trên miệng vết thương lại là màu xanh nhạt. Dương Bách Xuyên biết mỗi một loại tộc đều không giống nhau, không phải máu của chủng tộc nào cũng có màu đỏ, máu của hậu duệ thủy thần là màu xanh. Hậu duệ thủy thần gầm lên giận dữ, sau đó toàn thân bùng lên ánh sáng xanh. Tám đầu và tám đuôi cũng tỏa ra những chùm ánh sáng màu xanh lam, quấn quanh người rồi truy đuổi phong tiên. Dương Bách Xuyên biết cơ hội đã tới, sao có thể để hậu duệ thủy thần thực hiện được, sau khi bị phong tiên làm hỗn loạn, với Dương Bách Xuyên mà nói đây chính là cơ hội tốt nhất để ra tay. Phương thốn càn khôn chói. Dương Bách Xuyên sử dụng thần thông phương thốn càn khôn, hắn vung tay đánh ra một đạo pháp tắc thần thông đánh về phía hậu duệ thủy thần, ngay sau đó hắn lại hô lên. Thủy chi căn nguyên, giết. Hắn dùng sức mạnh căn nguyên của nước trong cơ thể, rót vào trong kiếm đồ long, sau đó chém tới hậu duệ thủy thần. Lúc trước chưa dùng tới sức mạnh của thủy chi căn nguyên là bởi vì hắn cảm thấy chưa tới lúc, nhưng hiện tại có phong tiên ra tay kiềm chế, Dương Bách Xuyên nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp. Hắn ra tay không chút do dự, hiện tại sức mạnh của thủy chi căn nguyên là lực lượng mạnh nhất trong cơ thể mà hắn có thể sử dụng. Hơn nữa dùng kiếm đồ long để ra chỉ lực lượng thi triển ra, kiếm này có uy lực chưa từng có, Dương Bách Xuyên tin cho dù là cấp bậc lục chuyển, không chết thì cũng phải lột được lớp da của đối phương. Cộng thêm phương thốn càn khôn hỗ trợ, không chắc đòn tấn công này có thể lấy mạng nhưng cũng phải để lại vết gì đó trên người hậu duệ thủy thần mới được. Sau khi ra tay, pháp tắc thần thông phương thốn càn khôn không để Dương Bách Xuyên phải thất vọng, trong phạm vi trăm thước đã bị giới hạn bởi pháp quy của phương thốn càn khôn. Ở trong phạm vi này hắn có thể thi triển pháp tắc thu nhỏ,
hắn muốn biến thân hình khổng lồ của hậu duệ thủy thần nhỏ đi, sau đó dùng kiếm đồ long giết nó. Ngay sau đó, pháp tắc thần thông phương thốn càn khôn khởi động, thân hình khổng lồ của hậu duệ thủy thần bắt đầu nhỏ đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chớp mắt đã hóa thành một con chó nhỏ bình thường. Lúc này, Dương Bách Xuyên cười gian trá, hắn thuận thế chém một kiếm về phía hậu duệ thủy thần. Dương Bách Xuyên tàn nhẫn chém xuống một kiếm. Lúc này hậu duệ thủy thần hoảng sợ phát hiện thân thể của mình nhanh chóng thu nhỏ lại, Dương Bách Xuyên biến thành người khổng lồ. Chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày phải ngước nhìn một nhân loại, điều này làm hậu duệ thủy thần vừa sợ vừa giận. Sợ là do hắn ta cảm nhận được lực lượng pháp tắc cực mạnh đang đè ép trên người mình, lại còn hoàn toàn không cảm nhận được gì, chỉ trong nháy mắt tu sĩ nhân loại đã biến thành người khổng lồ. Giận chính là hắn ta lại bị một tu sĩ nhân loại thi triển lực lượng pháp tắc, phải đi ngước nhìn tu sĩ nhân loại này. Lúc này hắn ta đang gặp nguy hiểm cực lớn, bởi vì hắn ta phát hiện lực lượng pháp tắc áp chế hắn ta cực chặt chẽ, thật sự quá khủng bố. Hắn ta biết nếu không thoát khỏi sự trói buộc của lực lượng pháp tắc này thì không chết cũng lột da. Nghĩ đến đây hậu duệ thủy thần quyết định phải sử dụng đòn sát thủ mới có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Nhưng hắn ta cũng biết nếu sử dụng thủ đoạn này, cho dù tránh thoát nguy cơ lần này cũng bị thương nặng. Nhưng không sử dụng đòn này thì hắn ta sẽ xong đời. Đưa ra quyết định, hậu duệ thủy thần gầm lên. Thế giới tính thủy ánh sáng thủy thần, thần sát. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn thấy quanh thân của hậu duệ thủy thần toát ra một đám phù văn màu xanh. Sau khi những phù văn này bay ra khỏi thân thể hậu duệ thủy thần, hợp thành một thân thể hữu hình, tổ hợp lại bên nhau giống như một chiếc giáp, nhìn rất huyền diệu, cho Dương Bách Xuyên một cảm giác rất áp lực. Hắn híp mắt lại, biết ngay hậu duệ thủy thần sẽ không dễ dàng chịu chết như vậy. Mặc dù ở trong miệng sư phụ, thứ này không là gì cả, nhưng Dương Bách Xuyên biết nếu dám tự xưng là thần, cho dù là hậu duệ thủy thần, chắc chắn sẽ có thực lực. Hơn nữa sư phụ từng nói tên này tương đương tán tiên lục chuyển, không hề yếu hơn kim tiên tiên giới. Nhưng cho dù hậu duệ thủy thần phản kích mạnh đến mức nào, Dương Bách Xuyên biết với thủ đoạn hiện tại của hắn, thứ này không chết cũng phải lột ra. Ầm ầm ầm, ánh sáng lam và xanh thẳm lóe lên. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trong không gian. Lực lượng thủy chi căn nguyên của Dương Bách Xuyên va chạm với lực lượng của hậu duệ thủy thần. Dương Bách Xuyên biết với tu vi hiện tại của hắn không thể phát huy được một phần vạn sức mạch của thủy chi căn nguyên, nhưng có thể sử dụng được chứng tỏ cũng không yếu. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, Dương Bách Xuyên phát hiện kiếm khí của mình chém xuống với khí thế không thể đỡ, không có lực lượng gì có thể ngăn cản được. Hai người đều là lực lượng màu lam, nhưng lực lượng của hắn đậm hơn, còn của hậu duệ thủy thần nhạt hơn, cùng khống chế lực lượng thủy, lúc này hậu duệ thủy thần phát hiện bi kịch. Hắn ta được gọi là thủy thần, thao tác thần thông thủy mạnh nhất thế gian, nhưng sau khi va chạm với lực lượng của Dương Bách Xuyên, hậu duệ thủy thần bi kịch. Cảm giác như thiếu niên tu hành gặp phải tổ tông, lực lượng trên người bị áp chế chặt chẽ, nếu không phải tu vi của hắn ta chống đỡ, lần này hắn ta đã mất mạng. Đúng lúc này Dương Bách Xuyên nghe thấy một tiếng hét thảm. Lực lượng của hai người chiếu sáng toàn bộ không gian. Dương Bách Xuyên đột nhiên phát hiện chính mình bị một lực lượng cường đại va mạnh vào người, thân thể bay ngược ra ngoài, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Ngay sau đó một cảnh tượng thần kỳ xảy ra, quanh cảnh xung quanh thay đổi. Thế giới vốn u tĩnh bắt đầu sáng lên. Chờ Dương Bách Xuyên tỉnh lại, lại phát hiện cả đại sảnh đã hoàn toàn thay đổi. Thế giới đen tối biến mất, mặt gương dưới chân cũng biến mất, trở lại bộ dáng cũ. Một người vô cùng cao lớn và đại điện hiện lên trước mắt hắn. Dương Bách Xuyên mỉm cười, hắn biết pháp lực của hậu duệ thủy thần đã bị phá. Đại điện đá cẩm thạch trắng khôi phục lại màu sắc ban đầu. Mặc dù hắn bị lực lượng cường đại lan đến nhưng không bị thương quá nặng, lau vết máu khóe miệng, đứng dậy đi về phía trước. Cách hắn 100 mét, hậu duệ thủy thần xảy ra biến hóa. Ngoại hình vẫn 8 đầu 8 đuôi như cũ, nhưng lúc này nhìn có vẻ uể oải, ánh sáng lam nhạt vô cùng ảm đạm, Dương Bách Xuyên biết thứ này bị thương rất nặng. Nhếch miệng cười, thủy thần, ha ha, hiện tại đến lượt ta tiễn ngươi lên đường. Nói xong Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long đi về phía hậu duệ thủy thần, Tiểu Phượng Hoàng và Ong Tiên cũng đến gần. Bọn họ phát hiện hơi thở trên người hậu duệ thủy thần đã vô cùng suy yếu, ba người thở phào nhẹ nhõm. Đừng giết ta, ta nguyện ý dâng lên bảo vật. Dương Bách Xuyên và Ong Tiên hơi ngạc nhiên,
không ngờ thứ này lại nhận thua nhanh như vậy, còn muốn dâng lên bảo vật. Nói đi, rốt cuộc ngươi là yêu quái gì? Tại sao phải giả thần giả quỷ, giả mạo thủy thần? Dương Bách Xuyên chỉ kiếm hỏi hắn ta. Hậu Duệ thủy thần nói, thật ra tiểu yêu là một giọt tinh huyết từ trên người thủy thần, tương đương một phân thân của thủy thần, ở lại nơi này để chờ người có duyên theo lệnh nương nương. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm, của nhiên đúng như lời sư phụ nói, thứ này là một phân thân. Nghe vậy Dương Bách Xuyên hỏi, có phải lệnh của cửu vĩ yêu đế không? Còn có người có duyên gì, nói rõ ràng. Hậu Duệ thủy thần nói, là cửu vĩ nương nương, hơn vạn năm trước nương nương rời đi, làm thủy thần chân chính để lại một giọt tinh huyết, chính là tiểu yêu sau khi được điểm hóa, nói là sau này sẽ có người có duyên đến tiên phủ, sau đó dặn tiểu yêu hóa ra châu bản thể giao cho người có duyên, hai vị kia cũng vậy. Một người là Sa Thi thần, một người là thần đế Giang, hai người bọn họ tương tự như ta, nhưng tiền đề là các ngươi đánh bại bọn họ mới được, chỉ có đánh bại chúng ta mới có thể đạt được hạt châu tinh huyết. Sau đó dựa vào tinh huyết chây mở ra điện cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ nương nương để lại đồ vật cho người có duyên ở trong điện, không có tinh huyết châu của ba người chúng ta, hoặc nói không đánh bại được ba hộ pháp chúng ta sẽ không vào được điện thiên hồ, không chiếm được đồ của nương nương. Sau khi Hậu Duệ thủy thần nói xong, Dương Bách Xuyên thấy tương tự như những gì ông tiên kể, nhưng là ba pháp thần bảo vệ, hiện tại biến thành trạng thái phân thân. Quan trọng hơn sư nương nhà mình cố ý dặn dò chờ người có duyên đến. Người có duyên này là ai? Ông Tiên và Dương Bách Xuyên vô cùng kích động. Đúng lúc này, sau khi Hậu Duệ thủy thần nói xong, cả người lóe lên hóa thành một hạt châu to bằng hạch đào, lơ lửng trước mắt Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên vung tay thu hồi hạt châu màu lam. Trong lòng hắn cũng loáng thoáng đoán được người có duyên trong miệng Hậu Duệ thủy thần là ai? Hoặc là sư phụ, hoặc là hắn. Dù sao không thể là ông tiên. Bởi vì người có mối quan hệ sâu nhất với tiên phủ cửu vĩ là sư phụ Vân Thiên Tà, tiếp theo là hắn, ai bảo hắn là đồ đệ của sư phụ chứ? Cơ duyên là nhân quả, không có liên lụy không thể có duyên có nhân quả. Sư phụ là ai? Là phu quân của cửu vĩ yêu đế, Dương Bách Xuyên lại là đồ đệ của sư phụ, cửu vĩ yêu đế cũng là sư nương của hắn. Đây là duyên phận, cũng là cơ duyên. Cho nên Dương Bách Xuyên không do dự thu hồi hạt châu. Theo lời kể của Hậu Duệ thủy thần, tiếp theo còn có hạt châu của Sa Thi thần và thần đế Giang, sau đó mới có thể tiến vào điện thiên hồ lấy đồ vật. Sau khi Dương Bách Xuyên thu hồi hạt châu của Hậu Duệ thủy thần, một tiếng nổ vang lên, đại điện sáng ngời, một cánh cửa chói mắt xuất hiện. Cùng lúc đó, ba cục đá hình thoi màu lam nhạt bay ra từ cánh cửa, mang theo sự dao động linh lực vô cùng cường đại. Nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy nó không hề giống linh khí, bởi vì quá cường đại nên thuần túy hơn linh lực rất nhiều. Quan trọng hơn, Dương Bách Xuyên phát hiện sau khi ba luồng sáng này xuất hiện, thủy chi căn nguyên trong cơ thể bắt đầu vui sướng nhảy nhót giống như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo. Hắn biết mỗi loại lực lượng đều có thuộc tính, hiển nhiên ba luồng sáng này chính là kỳ thạch chứa lực lượng thuộc tính thủy. Không kịp suy nghĩ, Dương Bách Xuyên chuẩn bị ra tay chộp ba viên đá này lại. Đúng lúc hắn định ra tay thì có người nhanh tay hơn hắn. Ông tiên vẫy cánh, sau đó ba luồng sáng dừng trong tay nàng ta, ánh sáng lóe lên, ông tiên hóa thành hình người. Dương Bách Xuyên và ông tiên nhìn nhau. Dương Bách Xuyên cười nói, thân thủ của cửu nhi tỷ tỷ thật tốt. Hắn có thể nhìn thấy sự tham niệm trong mắt ông tiên, bởi vì Dương Bách Xuyên gặp quá nhiều. Dương Bách Xuyên không nhịn được cảm thán trong lòng, thì ra sinh linh tiên giới cũng có tham niệm. Không khác người tu chân là mấy. Vừa dứt lời, âm thanh của sư phụ vang lên, tiểu tử thối, nhớ kỹ, chỉ cần là sinh linh, chỉ cần có theo đuổi sẽ có tham niệm, khác ở chỗ sự tham niệm này nhỏ hay lớn, hay nói cách khác là dục vọng. Dục vọng lớn hủy người, dục vọng nhỏ đi tâm, người sau là lẽ thường, người trước không thể thực hiện, vi sư cũng thường xuyên nói với con, trên con đường tu hành không thể tùy tiện tin người. Tiểu ong mật này có tham niệm, nhưng không quá nặng. Cứ từ từ xem nàng sẽ có phản ứng gì. Ha ha, có chút thú vị, nhân sinh trăm thái, mỗi người một vẻ, sau này con phải nhớ kỹ tham dục của các sinh linh, dùng để cảnh cáo chính mình. Đệ tử đã hiểu. Dương Bách Xuyên nghiêm túc trả lời Vân Thiên Tà, bởi vì hắn biết sư phụ nói không sai. Sư phụ đang cẩn thận dạy dỗ chính mình, suốt con đường tu hành của hắn, hắn gặp qua rất nhiều chuyện, tay dính không ít máu, cuối cùng những vết máu đó đều tạo thành từ tham niệm. Hắn cũng nghe hiểu ý của sư phụ,
chỉ cần là sinh linh có máu có thịt, không ai tránh được thế tục, bao gồm cả sinh linh tiên giới, nhưng khác ở chỗ, dục vọng phải có mức độ. Giống như làm người, phải có nguyên tắc, tham niệm cũng vậy, tham niệm nhỏ thì sống, tham niệm lớn thì chết. Ông tiên đã nổi lên tham niệm. Dương Bách Xuyên nhìn nàng ta, trong lòng có chút bi thương. Bởi vì hắn biết rõ, nếu ông tiên không thể khống chế tham niệm của bản thân, khả năng cao tiếp theo sẽ trở mặt với hắn, đây là chuyện hắn không muốn nhìn thấy nhất. Ấn tượng của hắn về ông tiên không tệ, nhưng không hy vọng trở mặt vì chuyện này, nếu hắn có được bảo vật, ông tiên nói muốn, hắn sẽ không do dự cho nàng ta. Hiện giờ ông tiên có được bảo vật bay ra từ trong cánh cửa, còn giành ra tay trước hắn, làm hắn không thoải máu, câu nói thân thủ của Cửu Nhi tỷ tỷ thật tốt không phải khen ông tiên, mà đang biểu đạt sự bất mãn trong lòng. Việc gì phải vội vàng như vậy? Dương Bách Xuyên có được thứ tốt chưa bao giờ bạc đãi người bên cạnh, cho dù ta muốn thứ này, nhưng ngươi nói với ta muốn thứ đó ta cũng cho. Nhưng có phải ông tiên biểu hiện quá gấp gáp rồi không? Ban đầu hắn rất không vui, nhưng sau khi nghe sư phụ nói, Dương Bách Xuyên hiểu ra, sư phụ nhìn rõ vấn đề, nói cho hắn mỗi người một vẻ, không cần buồn phiền, nếu bản thân so đo thì quá kém cỏi. Tiếp theo để xem ông tiên làm thế nào, nàng ta có suy nghĩ của riêng mình. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên bình tĩnh hơn rất nhiều. Đến bây giờ Dương Bách Xuyên vẫn không biết ba luồng sáng bay ra từ trong cánh cửa là thứ gì. Cho nên hắn hỏi sư phụ, ba viên đá vừa rồi là gì? Vân Thiên Tà trả lời, tiên linh thạch thuộc tính thủy trung phẩm. Dương Bách Xuyên bừng tỉnh, thảo nào cảm giác được linh khí đầy đủ thuần tịnh hơn nhiều. Ra vậy, thảo nào thủy chi căn nguyên trong cơ thể con đang nhảy nhót. Dương Bách Xuyên nói thầm một câu. Trong lúc nói chuyện với sư phụ, Dương Bách Xuyên không biết trong lòng ông tiên cũng đang đấu tranh. Sau khi Dương Bách Xuyên bắt được thủy thần châu do hậu duệ thủy thần biến ảo thành, trong lòng nàng ta bắt đầu thay đổi, bởi vì lúc não hậu duệ thủy thần từng nói nếu có thể tập hợp được ba hộ pháp của cửu vĩ yêu đế thì có thể mở ra điện thiên hồ, đồ của người có duyên ở trong đó. Nhưng Dương Bách Xuyên lại vung tay lên thu hồi thủy thần châu làm trong lòng ông tiên có suy nghĩ riêng. Đầu tiên chính nàng ta dẫn Dương Bách Xuyên đến nơi này. Thứ hai người có duyên trong miệng hậu duệ thủy thần có thể là Dương Bách Xuyên, cũng có thể là Tiểu Phượng Hoàng, cũng có thể là ông tiên. Dựa vào gì mà Dương Bách Xuyên giành thu hồi thủy thần châu? Cho nên trong lòng ông tiên mất cân bằng, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ba viên tiên linh thạch thủy hệ lao ra đã giành trước thu hồi tiên thạch. Tất nhiên cũng có một nguyên nhân khác, ông tiên đến từ tiên giới, nàng ta đã nhận ra tiên linh thạch, cũng cần tiên linh thạch để khôi phục tu vi cấp tiên vương. Cho nên ra tay trước Dương Bách Xuyên. Nhưng sau khi lấy được ba viên tiên linh thạch, nghe thấy Dương Bách Xuyên mỉm cười nói câu thân thủ của Cửu Nhi tỷ tỷ rất tốt, nội tâm của nàng ta bắt đầu tranh đấu. Tại sao vậy? Bởi vì ông tiên là tiên, là người thời đại trước, có thể nói là yêu tinh chân chính, nói về trí tuệ không phải sinh linh bình thường có thể so, sao nàng ta lại nghe không hiểu ý của Dương Bách Xuyên? Biết Dương Bách Xuyên không vui. Phản ứng đầu tiên của nàng ta là tức giận, lúc Dương Bách Xuyên thu thủy thần châu cũng không nói trước với ta, hiện tại ta thu ba viên tiên linh thạch ngươi lại không hài lòng. Làm người không thể ích kỷ như vậy. Mặc dù tức giận nhưng ông tiên cũng suy nghĩ rất cặn kẽ, dù sao cũng là tiên vương, nhìn nhận mọi thứ rõ ràng. Nàng ta biết lúc này nếu giữ khoảng cách với Dương Bách Xuyên sẽ rất không khôn ngoan. Bởi vì thời gian địa điểm đều không thích hợp. Chưa nói bọn họ đều đang ở trong tiên phủ cửu vĩ, hiện tại vừa xông qua cửa của hậu duệ thủy thần, còn phải đối mặt với hai hộ pháp nữa. Nếu nàng ta và Dương Bách Xuyên không hợp tác, đừng nói người có duyên trong miệng hậu duệ thủy thần, cho dù sống sót cũng khó khăn. Dù sao nàng ta cũng coi như niết bàn trọng sinh, tu vi còn chưa khôi phục đến cảnh giới kiếp trước. Cộng thêm một lý do quan trọng nữa. Phong Tiên nghĩ tới nhân cách của Dương Bách Xuyên. Ban đầu nàng ta và Dương Bách Xuyên cũng thuộc kiểu không đánh không quen biết, nhưng sau đó hai người xóa bỏ hiềm khích lúc trước, Dương Bách Xuyên giúp nàng ta và Lục Nhĩ Mi Hầu tái sinh, có thể xem như là ân nhân cứu mạng, tóm lại là nàng ta nợ Dương Bách Xuyên ân tình lớn. Trên con đường tu hành, ân tình đã rất lớn, huống chi là ân tình cứu mạng. Không báo đáp ân tình này thì mai sau nàng ta sẽ canh cánh trong lòng, đối với tu vi của nàng ta không phải là chuyện tốt. Còn nữa, Phong Tiên biết rõ nhân cách của Dương Bách Xuyên, hắn là một tiểu bối trọng tình trọng nghĩa, là kiểu người có thể lên núi đao xuống biển lửa vì bạn bè.
lại yêu tiên cảnh giới tiên vương, nàng ta có thể khẳng định điều này. Đây cũng là nguyên nhân trước kia Phong Tiên kết giao với Dương Bách Xuyên, thậm chí giữa hai người có thể xưng huynh muội. Cuối cùng là Phong Tiên không nhìn thấu Dương Bách Xuyên, đây mới là điểm quan trọng. Thông thường người có tu vi đạt đến cấp bậc tiên nhân xem số mệnh của người tu chân, tuy không nhìn thấu hoàn toàn nhưng nhìn ra ba phần cũng không thành vấn đề, thế nhưng nàng ta lại không mảy may nhìn thấu Dương Bách Xuyên. Trong tương lai, loại người này nhất định sẽ trở thành người mang đại khí vận, thành tựu khó lường. Vì vậy sau một hồi đấu tranh nội tâm, Phong Tiên nhanh chóng nghĩ thông tiếp theo phải chung đụng với Dương Bách Xuyên như thế nào. Nàng ta tin tưởng nhân cách của Dương Bách Xuyên, chỉ cần mọi người chung sức xông sáo tiên phủ cửu vĩ, nếu có thu hoạch thì hắn sẽ không keo kiệt, lấy được thiên tài địa bảo thì nàng ta cũng sẽ có một phần. Ngoài ra còn có thực lực của Dương Bách Xuyên cộng thêm một tiểu phượng hoàng. Phong Tiên biết rằng lỡ như thật sự gây gổ đánh nhau với Dương Bách Xuyên, cho dù nàng ta có thủ đoạn giữ mạng, thậm chí là thủ đoạn có thể giết Dương Bách Xuyên, dù thành công thì sau đó kết quả cũng là mất nhiều hơn được. Vì vậy Phong Tiên nhanh chóng đưa ra quyết định, không thể trở mặt với Dương Bách Xuyên, hay nói chính xác hơn là nàng ta đè nén lòng tham của mình đến cực hạn. Phong Tiên nở nụ cười xinh đẹp nói với Dương Bách Xuyên, Vân đệ đệ nói ngọt thật đấy, tỷ tỷ nhanh hơn một chút nên ra tay đánh giúp đệ mà thôi. Đây là tiên linh thạch hệ thủy, ở tu chân giới không có nhiều tiên linh thạch đâu, hơn nữa còn là trung phẩm. Đệ nhận lấy đi. Phong Tiên vừa nói vừa xòe tay ra, đưa ba viên tiên linh thạch đến trước mặt Dương Bách Xuyên. Nghe Phong Tiên nói xong, lại nhìn ba viên tiên linh thạch mà Phong Tiên đưa cho đang tỏa ra quầng sáng màu xanh lam trên tay nàng ta, trên đó có ánh sáng lưu động như nước chảy, giờ khắc này trên gương mặt Dương Bách Xuyên nở nụ cười tựa như mặt trời, một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Hắn biết Phong Tiên đã kiềm chế lòng tham, vẫn tin tưởng mình. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ vui vẻ, từ sâu trong nội tâm hắn rất muốn làm bạn với Phong Tiên, gọi nàng ta là tỷ tỷ. Bây giờ nghe Phong Tiên nói vậy và nhìn thấy trong mắt nàng ta không có sự giả dối, làm sao Dương Bách Xuyên không vui cho được. Hắn nhoẻn miệng cười, cửu nhi tỷ tỷ cứ cầm đi, tu vi hiện tại của ta đã đạt đến phi thăng cảnh đại viên mãn, không có nhu cầu lớn đối với linh lực. Hơn nữa, ta chú trọng vào cảm ngộ cảnh giới cơ. Tỷ cần ba viên tiên linh thạch này hơn ta. Ta đã gọi tỷ là tỷ tỷ, nào quan tâm tới ba viên linh thạch. Và lại chúng ta còn phải xông vào hai cửa tiếp theo, đối mặt với điện hộ pháp. Chỗ hậu duệ thủy thần có linh thạch hệ thủy, vậy thì hai nơi tiếp theo kiểu gì cũng có. Tỷ cứ cầm đi. Dương Bách Xuyên rất vui trước sự thay đổi nội tâm của Phong Tiên, điều này chứng tỏ Phong Tiên vẫn suy xét sự việc trên cơ sở tình bạn giữa bọn họ, không vì ba viên tiên linh thạch mà trở mặt, nội tâm nàng ta không bị lòng tham khống chế. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, điều này quan trọng hơn tất thảy. Bởi vì kể từ khi hắn bước vào tu chân, hắn vẫn luôn giữ nguyên tắc trọng tình trọng nghĩa, có thể nói đây là đạo của hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi lần đứng trên bờ vực sinh tử, hắn đều có thể chuyển nguy thành an. Phong Tiên nghe Dương Bách Xuyên thản nhiên nói chuyện, tùy ý nhường ba viên tiên linh thạch cho mình, nàng ta không nhìn thấy sự giả dối trong mắt hắn, chứng tỏ mỗi lời nói của Dương Bách Xuyên đều chân thành. Điều này khiến Phong Tiên cảm thấy xấu hổ, nàng ta biết mình không chọn sai. Không nhìn nhầm người, quả nhiên Dương Bách Xuyên là người đặt tình nghĩa lên đầu. Phong Tiên biết rõ ba viên tiên linh thạch có lợi ích lớn đối với người tu chân nhường nào, là thiên tài địa bảo hơn xa linh thạch của tu chân giới. Vậy mà Dương Bách Xuyên nói không cần là không cần, nhường cho nàng ta luôn. Lúc này Phong Tiên vô cùng cảm động, Dương Bách Xuyên càng chân thành thì nội tâm nàng ta càng hổ thẹn. Nói gì thì nói, nàng ta không thể độc chiếm ba viên tiên linh thạch này. Phong Tiên thở dài, nói với Dương Bách Xuyên, Vân đệ đệ hào phóng, tỷ tỷ không sánh bằng. Thế này nhé, có ba viên tiên linh thạch, ta, đệ và tiểu phượng hoàng mỗi người một viên, như vậy mới công bằng. Không cần đâu, tỷ cứ cầm hết đi, nó không có tác dụng lớn với ta, san hồng thì lực lượng toàn thân thuộc hệ hỏa, xung khắc với tiên linh thạch hệ thủy. Tỷ tỷ cần tiên linh thạch để khôi phục tu vi, trở lại tiên giới, chúng ta không vội. Dương Bách Xuyên còn muốn nói tiếp. Nhưng bị Phong Tiên ngắt lời, không cho hắn giải thích, nếu đệ còn nhận người tỷ tỷ này thì cứ làm theo lời ta đi. Giọng điệu kiên quyết, nàng ta vừa nói xong, hai viên tiên linh thạch bay vèo về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn ra từng câu từng chữ của Phong Tiên rất chân thành, hắn không nhường qua nhường lại nữa mà mỉm cười nhận lấy.
chút khoảng cách nảy sinh giữa hai người cũng tan biến theo nụ cười này. Không ai nhắc đến chuyện này nữa. Hai viên tiên linh thạch, quả thật Tiểu Phượng Hoàng không dùng được nên Dương Bách Xuyên ném một viên cho con trồn, dù sao con trồn cũng là công thần lần này, có tư cách sử dụng tiên linh thạch hệ thủy. Bất kể là người hay yêu đều cần lực lượng thiên địa để nâng cao tu vi. Sau đó, hai lớn một nhỏ dẫn theo con trồn cùng nhau bước vào cánh cửa sáng lấp lánh, vô cùng chói mắt. Cánh cửa này không phải là cửa lớn lúc vào, nó xuất hiện ở ngay phía trước đại điện. Theo lời Phong Tiên thì đây là cánh cửa dẫn tới đại điện hộ pháp tiếp theo. Hộ pháp thứ hai là Sa Thi Thần Thanh Xà, tuy là một cái tên nhưng sư phụ nói đó là một cặp thanh xà chống mái. Trong truyền thuyết, cặp thanh xà này là đồ trang sức đeo trên tai cửu vĩ thiên đế, vô cùng thần bí. Đương nhiên sau khi vào cánh cửa tiếp theo sẽ là nơi nào, có thanh xà thật không, tất cả vẫn là ẩn số. Còn nữa, Sa Thi Thần được lưu truyền đến nay không phải thần chính cống, mà chỉ là hậu duệ giống hậu duệ thủy thần mà thôi, không mạnh như tưởng tượng. Ánh sáng lấp lóe vô cùng chói mắt, không thể mở mắt ra được, nhưng thoạt nhìn cánh cửa này chính là đại trận truyền tống. Mấy phút sau ánh sáng biến mất, khi mở mắt ra, ba người đã xuất hiện trong một ảo cảnh khác. Nơi này không có đại điện, bọn họ xuất hiện trong một thế giới tối tăm, trời đất mịt mùng, không phân biệt ngày đêm. Có những cây khô và các gò đất, to nhỏ đều có. Cảm giác đầu tiên của Dương Bách Xuyên là bọn họ đã đến bãi tha ma. Lúc này, giọng nói của Phong Tiên vang lên, nơi này là thần điện Sa Thi. Dương Bách Xuyên nhìn sang phía Phong Tiên, thấy trước mặt đối phương có một tấm bia đá, trên đó có phù văn của yêu tộc, chắc là bốn chữ yêu tộc thần điện Sa Thi trong lời nói của nàng ta. Nói cách khác, đây là nơi trú ngụ của hậu duệ song xà chống mái. Cửu Nhi tỷ tỷ, nơi này tên là thần điện Sa Thi ư? Sao trông giống thế giới bãi tha ma thế? Dương Bách Xuyên hỏi Phong Tiên. Mỗi thần điện ở đây đều có lực lượng pháp tắc, những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là hiện tượng bên ngoài, giống như thế giới tịnh thủy mà hậu duệ thủy thần lúc trước thi triển ra, chỉ có phá hủy lực lượng pháp tắc ở đây mới lộ ra đại điện chân chính. Phong Tiên giải thích. Dương Bách Xuyên gật đầu, nghĩa là hiện tại chúng ta vẫn đang ở trong đại điện, thần điện Sa Thi. Nếu đúng là vậy thì chúng ta cần tìm ra Sa Thi thần thức thanh xà chống mái rồi đánh bại chúng giống như hậu duệ thủy thần, sau đó lấy thần châu của Sa Thi thần là được. Phong Tiên gật đầu, đúng vậy. Lúc trước khi chúng ta tiến vào, hậu duệ thủy thần từng nói là cửu vĩ yêu đế cố ý bố trí, cần phải thu thập đủ 3 viên thần châu mới có thể mở ra điện thiên hồ. Người hữu duyên trong số chúng ta sẽ tiến vào điện thiên hồ, nhận được đồ vật trong điện thiên hồ. Bây giờ xem ra chúng ta có thể đến đây. Cửu vĩ yêu đế đã biết trước tất thảy, không hổ là đại năng cấp bậc yêu đế, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nếu chúng ta không vào thì còn dễ nói, nhưng sau khi vào rồi, muốn dừng cũng không dừng được. Nghe Phong Tiên nói xong, Dương Bách Xuyên bất giác gật đầu, sắc mặt cũng không khỏi trở nên nặng nề. Thần điện Sa Thi giống bãi tha ma âm u đáng sợ, cũng rất vắng vẻ, nhưng loại vắng vẻ này không giống thế giới tịnh thủy của hậu duệ thủy thần. Còn khác ở đâu? Nhất thời Dương Bách Xuyên không nói ra được. Nhưng nghi vấn này nhanh chóng có đáp án. Qua, một âm thanh giống như tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên. Dương Bách Xuyên, Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng bỗng ngẩng đầu nhìn, một con quạ đen trên cành cây khô vừa kêu oa oa vừa bay nhào về phía ba người họ. Con quạ này khác quạ bình thường, hình thể rất lớn, đôi cánh dang rộng hơn 1 mét, to như chim ưng. Nó bay nhào xuống mang theo âm phong cường đại. Cách rất xa vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên và Phong Tiên, Tiểu Phượng Hoàng đã có phòng bị. Sau lần đầu tiên hợp tác, giữa bọn họ đã có sự ăn ý. Dương Bách Xuyên vung kiếm chém. Qua! Ầm! Trong tiếng kêu thảm thiết, máu tươi rơi xuống, lông chim bay lả tả. Con quạ có vẻ hừng hực khí thế này lập tức đổ máu. Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng tuy không ra tay nhưng vẫn phòng bị. Dương Bách Xuyên phóng tầm mắt quan sát, con quạ này rơi xuống một gò đất, hay gọi là nấm mộ thì thích hợp hơn. Máu quạ ngấm vào mộ hoang. Sau đó bùn đất nổ tung. Thế rồi cả mặt đất bắt đầu rung chuyển. Ầm ầm. Dường như sâu trong lòng đất có tiếng sấm vang lên. Nấm mộ hoang thứ nhất ngấm máu quạ dường như mở ra huyết tế nào đó, từng nấm mộ hoang trong cả thế giới lần lượt nổ tung, tạo thành phản ứng dây chuyền. Mọi người đứng sát lại gần nhau. Dương Bách Xuyên nói một câu với sắc mặt nặng nề. Sau đó,
hắn và Phong Tiên cùng Tiểu Phượng Hoàng dựa lưng vào nhau thành hình chữ phẩm. San Hồng, kết giới lửa, Dương Bách Xuyên nói với Tiểu Phượng Hoàng, có vẻ như âm vật xuất thế, phòng ngự tốt nhất là lửa Phượng Hoàng của Tiểu Phượng Hoàng, tạm thời có thể cho ba người một vùng an toàn. Vâng, ca ca, Tiểu Phượng Hoàng gật đầu đáp, hai tay khua khoắng, ngọn lửa đỏ thẫm hình thành, bao bọc lấy ba người. Lúc này mặt đất vẫn rung chuyển. Từng nấm mộ hoang vẫn tiếp tục nổ tung, như thể có thứ gì đó sắp chui ra. Trước tầm mắt ba người là vô số gò đất dày đặc nổ tung. Dương Bách Xuyên không biết những gò đất đủ mọi kích cỡ này có phải là mộ hoang thật hay không, sau khi nổ sẽ xuất hiện thứ gì. Dù sao ai cũng sợ hãi những điều chưa biết. Hắn không kìm được bèn hỏi sư phụ Vân Thiên Tà trong đầu, sư phụ ơi, rốt cuộc Sa Thi Thần là thế nào? Những gò đất này có phải mộ hoang không? Bên trong sẽ xuất hiện thứ gì? Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói của sư phụ vang lên trong đầu, Sa Thi, nghe tên ắt có liên quan đến thi, xác chết cho nên những gò đất đủ mọi kích cỡ này rõ ràng là mộ hoang. Về phần Sa Thi Thần, rất lâu về trước vi sư từng nghe sư nương của con nói về chúng. Sa Thi Thần sinh ra ở nơi âm u như bãi tha ma, hấp thu lực lượng cực âm trong thiên địa mà ra đời, lấy âm vật làm thức ăn, thao túng tất cả mọi vật âm thi bạch cốt. Sa Thi Thần thích thu thập xương cốt và dẫn hồn của những sinh linh kỳ lạ, dùng để xây dựng hang ổ của mình. Đây là nguyên nhân vì sao các con thấy có nhiều gò đất đủ mọi kích cỡ như vậy, thật ra đó chính là từng nấm mộ hoang. Nói cách khác, nơi này là đại trận tạo thành từ mộ hoang. Thanh xà mái thao túng âm thi, thanh xà chống thao túng âm linh. Chúng phối hợp với nhau, đa số âm vật trên thế gian đều phải thần phục, rút lui. Vì vậy thằng nhóc con phải sốc dậy tinh thần, đừng để bị ám hại. Tất nhiên Sa Thi Thần xuất hiện ở đây không phải đời thứ nhất, mà là hậu duệ không biết cách bao nhiêu đời rồi, không cần thiết phải e dè quá, chỉ cần cẩn thận chút thì sẽ không lật thuyền trong mương. Nghe sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên biết chuyện này cần phải thận trọng chút. Thủ đoạn có thể thao túng âm thi, thao túng âm hồn rất hiếm gặp, lại thêm hoàn cảnh âm u ở đây, rõ ràng đây là sân nhà người ta, không khéo lại rơi vào kết cục lật thuyền trong mương. Dương Bách Xuyên dặn dò Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng phải cẩn thận, cũng dặn con trồn trên vai ở yên đó, hắn không muốn con trồn xông bừa ra ngoài. Đôi lúc con trồn thật sự nông nổi, đương nhiên phần lớn thời gian là nó xông ra lúc hắn gặp nguy hiểm. Thậm chí lúc nhìn thấy thứ gì khiến nó hứng thú, nó cũng xông ra. Sau khi Dương Bách Xuyên nói chuyện với sư phụ, độ rung chuyển của mặt đất nhỏ dần, các nấm mộ hoang đã hoàn toàn nổ tung. Ngay sau đó, sinh linh bên trong lộ diện. Thi cốt của những con yêu thú có hình thù kỳ lạ xuất hiện, hình thể có lớn có nhỏ. Một số thi cốt đã khô, một số thi cốt có giỏi bọ bám đầy người, trông vô cùng ghê tởm. Gió nhẹ thổi qua, ngửi mùi khiến người ta buồn nôn, hoa mắt chóng mặt. Còn có một số thi cốt hoàn toàn là xương trắng, chính là một bộ xương, trong lúc di chuyển phát ra âm thanh rắc rắc khiến người ta sởn tóc gáy. Có thi cốt yêu thú đứng bằng hai chân. Có con đi bằng bốn chân. Con thì có ba chân, sáu chân, tám chân. Con thì có tới mấy cái đầu, mấy cái đuôi. Đông nghìn nghịt, không nhìn thấy điểm cuối. Hơn nữa, những thi cốt này nhanh chóng tập trung lại một chỗ, tạo thành một vòng tròn, dường như trong vô hình có ai đó đang ra lệnh chỉ huy. Trong tầm nhìn của mấy người Dương Bách Xuyên, Phong Tiên, không lâu sau những âm vật này ùa về phía bọn họ như cơn lũ. Vân đệ đệ, chuẩn bị chiến đấu thôi. E là lần này phải tử chiến mới được. Rõ ràng là những thi cốt yêu thú này hợp thành đại trận nào đó, và có kẻ thao túng phía sau. Nếu ta đoán không sai, thì chắc chắn là Sa Thi Thần Thanh Xà. Chúng ta phải phá đại trận của những thi cốt yêu thú này mới được, nếu không sẽ không tìm được Sa Thi Thần. Phong Tiên lên tiếng. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, Cửu Nhi tỷ tỷ, San Hồng, Trồn Nhỏ, mọi người phải cẩn thận nhé. E là đại trận thi cốt yêu thú này có độc. Hơn nữa ta biết Sa Thi Thần Thanh Xà chia thành chống mái, rắn cái thao túng cơ thể âm thi, rắn được thao túng vật âm linh. Hiện tại chúng ta chỉ nhìn thấy thi cốt, vẫn chưa thấy vật âm linh xuất hiện. Dương Bách Xuyên nói cho bọn họ chuyện thanh xà chống mái mà hắn biết được từ sư phụ. Tất nhiên Tiểu Phượng Hoàng và con trồn không nói gì. Dương Bách Xuyên nói gì, hai đứa chỉ cần nhớ là được, không có bất kỳ nghi vấn nào. Nhưng Phong Tiên nghe xong lại nổi lòng nghi ngờ. Nàng ta không rõ tại sao Dương Bách Xuyên lại biết thiên phú của Sa Thi Thần. Nàng ta là một yêu tiên mà cũng không biết,
nhưng Dương Bách Xuyên là người tu chân lại biết rõ như vậy. Lúc trước chính nàng ta kể cho Dương Bách Xuyên truyền thuyết về ba thần hộ pháp dưới trướng cửu vĩ thiên đế, lúc đó Dương Bách Xuyên hoàn toàn là dáng vẻ lần đầu nghe thấy. Bây giờ hắn lại biết thiên phú sở trường riêng của thanh xà chống mái, phải nói là rất kỳ lạ. Sau một hồi suy nghĩ, Phong Tiên kết luận nguyên nhân là do Dương Bách Xuyên có được Thủy Thần Châu, có lẽ hậu duệ Thủy Thần đã tiết lộ bí mật. Sau đó nàng ta không tìm hiểu sâu thêm nữa. Phong Tiên biết Dương Bách Xuyên đã nói ra thì ắt có đạo lý, chỉ cần chú ý hơn về phương diện này thì sẽ không ăn hành. Tất nhiên Phong Tiên không thể nào biết được trên người Dương Bách Xuyên có thần hồn của sư phụ. Mà hắn cũng sẽ không tiết lộ. Đây là bí mật lớn nhất trên người hắn. Thoáng cái thi cốt yêu thú đã xông tới trước mặt bọn họ. Lúc này Tiểu Phượng Hoàng lên tiếng, ca ca, ta nhìn thấy rồi, là một con thanh xà trốn trong đại trận thi cốt. Nghe vậy Dương Bách Xuyên bèn nhìn sang, chỉ thấy lúc này đôi mắt của Tiểu Phượng Hoàng lóe lên sắc tím, rõ ràng là nàng sử dụng thiên phú của mình để tìm ra vị trí của xa thi thần. Nhưng hắn không nhìn thấy. Đây là thiên phú đặc biệt của riêng Tiểu Phượng Hoàng, chỉ mình nàng có thể nhìn thấy thanh xà. Có mấy con thanh xà? Dương Bách Xuyên hỏi Tiểu Phượng Hoàng, bởi vì hắn biết có hai con thanh xà chống mái. Chỉ nhìn thấy một con thanh xà, Tiểu Phượng Hoàng trả lời. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó nói với Tiểu Phượng Hoàng và Phong Tiên, San Hồng, muội phóng hỏa mở đường. Cửu Nhi tỷ tỷ, hai chúng ta xông lên giết địch. Chỉ cần khống chế được một con thanh xà, tin rằng con còn lại sẽ nhanh chóng xuất hiện. Được, mọi người hãy cẩn thận. Những thi cốt yêu thú này tuy nhiều nhưng lực lực không mạnh lắm, chúng ta xông lên bắt thanh xà rồi tính tiếp. Phong Tiên nói chuyện cũng hừng hực sát khí. Sau khi nói xong, Tiểu Phượng Hoàng hóa thành bản thể, toàn thân bùng lửa. Phụt, lửa phóng ra ngoài, hội tụ hành một ngọn lửa rộng 3 trượng dài 9 trượng, thình lình phóng thẳng vào trong đám thi cốt yêu thú. Xèo xèo xèo. Nhất thời tiếng xèo xèo và tiếng gầm rú vang lên. Những thi cốt bị ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng đốt cháy đều bốc khói đen rồi hóa thành tro trong tiếng xèo xèo. Đương nhiên lúc này phần lớn thi cốt yêu thú đều né tránh theo bản năng. Dương Bách Xuyên thấy uy lực đáng gờm từ ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng thì mừng thầm trong lòng. Hắn trở tay, nắm chặt lấy kiếm đồ long, bật người lao vọt về phía trước. Kiếm khí dập trời tỏa ra khắp bốn phía, chém nát từng cỗ thi cốt thành trăm mảnh. Đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy Phong Tiên hóa thành nguyên hình rồi lao vào chiến trường như một tia chớp, cây kim sau đuôi ánh lên tia sáng, như thấy được cả dư ảnh, mỗi giây trôi qua là lại có một cỗ thi cốt của yêu thú sụp đổ. Cây kim sau đuôi Phong Tiên thật quá khủng bố, Dương Bách Xuyên nhìn thôi mà đã tê tái cả người. Hắn không kiềm được mà suy nghĩ vẩn vơ rằng lỡ bị Phong Tiên trích một phát ngay mông thì sẽ ra sao nhỉ? Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên thoáng rùng mình. Vội vàng vứt suy nghĩ không thực tế này ra khỏi đầu, chuyên tâm điều khiển kiếm đồ long đánh về phía đại trận bạch cốt, anh dũng xông lên. Ngoại trừ chồn con thì hiện tại, ba người còn lại đều đã rơi vào trạng thái hăng say quét địch, ban đầu có vẻ rất thuận lợi, giết sướng tay cực, hơn nữa cũng chẳng đụng phải yêu thú thi cốt nào quá mạnh, đối thủ của họ đa số là những bộ thi cốt yếu nhược. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số lượng yêu thú thi cốt chết dưới tay ba người họ đã lên tới mấy nghìn. Thế là họ cảm thấy rất vui, nghĩ thầm rằng họ đúng là quá mạnh, tính ra đám yêu thú này cũng chẳng có gì lợi hại. Nhưng niềm vui này không kéo dài được lâu, chẳng mấy chốc Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được tốc độ tiến công của họ dường như chậm lại, lúc ngẩng đầu lên mới nhận ra chẳng biết từ lúc nào mà ba người họ đã tiến sâu vào trong đại trận. Hắn ngoái đầu nhìn lại thì phát hiện đằng sau đã không còn đường lui, yêu thú thi cốt bủa vây họ lúc trước giờ đã bị thay thế bởi vô số bộ bạch cốt chân chính. Trên người mỗi một yêu thú bạch cốt này không có tí máu thịt nào mà chỉ còn mỗi bộ xương, đặc biệt hơn là quanh bộ xương này bao trùm một quầng sáng bằng bạc, nhìn thôi cũng biết cảnh giới của yêu thú bạch cốt cực kỳ cao. Tiểu Phượng Hoàng phóng lửa tấn công, nhưng chẳng có tác dụng gì lớn, vì chúng không hề sợ hãi ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng. Chíp! Đúng vào lúc này, Tiểu Phượng Hoàng chợt hót vang một tiếng thật dài, ngọn lửa bao quanh người chuyển dần từ đỏ rực sang tím. Dương Bách Xuyên và Phong Tiên biết, Tiểu Phượng Hoàng đã đẩy uy lực của ngọn lửa tới mức tối đa. Khoảnh khắc ngọn lửa tím của Tiểu Phượng Hoàng xuất hiện, Dương Bách Xuyên nhạy bén nhận ra yêu thú bạch cốt không lỗ mãng xông lên, mà tỏ ra hơi kiêng kỵ.
Nhưng điều làm Dương Bách Xuyên bất ngờ và khiếp sợ là rõ ràng hắn cảm ứng được trong số đám yêu thú bạch cốt này không có con nào sở hữu thực lực quá hùng mạnh, nhưng lại có thể miễn cưỡng đứng vững trước ngọn lửa màu tím của Tiểu Phượng Hoàng. Ngọn lửa tím của Tiểu Phượng Hoàng không thể đốt chúng thành cho như những cỗ yêu thú thi cốt còn vương thịt thối lúc trước mà chỉ khiến chúng đỏ lên. Hiển nhiên đây là hai loại yêu thú thi cốt có cấp bậc khác nhau. Loại còn vương thịt thối được Dương Bách Xuyên gọi là yêu thú thi cốt, còn loại chỉ có mỗi bộ xương trắng muốt, không tí thịt thối, hơn nữa còn phát ra ánh sáng thì gọi là yêu thú bạch cốt. Loại thứ nhất rất dễ giết, thế nên chẳng bao lâu họ đã tiến sâu vào trong đại trận. Đúng lúc này, họ lại muộn màng nhận ra bản thân đã bị bao vây. Hệt như có ai cố tình bày mưu tính kế để họ tiến sâu vào bên trong vậy. Dương Bách Xuyên và Phong Tiên bốn mắt nhìn nhau, cả hai biết họ đã bị lừa. Nhưng giờ chẳng còn đường lui nữa rồi. Hiện tại, vô số bộ bạch cốt cao lớn uy mãnh, hoặc nhỏ thó như gà như chó bủa vây họ. Sau khi ngọn lửa tím của Tiểu Phượng Hoàng được phóng ra, Dương Bách Xuyên và Phong Tiên không chút chần chừ mà áp sát vào hai bên trái phải của Tiểu Phượng Hoàng, tấn công những yêu thú bạch cốt đang lao tới. Dương Bách Xuyên vung kiếm đồ long trong tay, ra sức chém xuống, nhưng lần này lại phát ra tiếng keng giòn tan. Khi lưỡi kiếm chạm vào người yêu thú bạch cốt, hắn có cảm giác như chém phải sắt, vấn đề là thân kiếm còn được bọc bởi kiếm khí, thế mà lại chẳng gây ra tổn thương gì lớn cho chúng cả. Cảnh tượng một kiếm chém xuống, xương rơi đầy đất mà hắn tưởng tượng trong đầu không hề xảy ra, mà thay vào đó chỉ để lại được một vết chém trên bộ bạch cốt mà thôi. Phía bên Phong Tiên cũng không mấy thuận lợi, kim châm sắc bén, cứng cáp là thế cũng không thể khiến đám yêu thú bạch cốt này hóa thành trăm mảnh mà chỉ giống như Dương Bách Xuyên, để lại một vết xước mờ nhạt trên người chúng. Kết quả này khiến Dương Bách Xuyên và Phong Tiên cảm thấy khá là đau đầu. Rõ ràng đám yêu thú bạch cốt này không có tí pháp lực nào, nhưng độ cứng của xương lại cực cao, cũng cực hiếm thấy, hoàn toàn có thể sánh ngang pháp khí. Đương nhiên chúng không phải pháp khí thật sự, thực tế thì Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được bên trong bạch cốt ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, thế nên mới tạo cho người ta cảm giác cơ thể đám yêu thú bạch cốt này cứng ngang với pháp khí. Trong lúc họ ra chiêu, yêu thú bạch cốt cũng đang phản công. Phản kích. Dù xét về tốc độ hay sức mạnh, bọn chúng cũng đều không thua kém gì họ. Vù vù. Một cơn gió cực mạnh ập tới, kéo theo đó là tiếng không khí bị xé rách như nói lên rằng lực lượng to lớn đang tới. Quan trọng nhất là không chỉ một hai bộ yêu thú bạch cốt tấn công họ, mà là nguyên bầy cùng lao tới, có con thì vung cái đuôi dài, có con lại giơ bộ vuốt sắc bén, chỉ trong nháy mắt, sát khí đã phủ khắp trời. Cảnh tượng này khiến cả Dương Bách Xuyên lẫn Phong Tiên phải biến sắc. Cẩm Tú Sơn Hà, lên. Phong Tiên là người đầu tiên phản công, nàng cao giọng quát một câu câu có vẻ rất chi là hoa mỹ và đây cũng là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên được nhìn thấy phép thần thông của Phong Tiên. Sau khi Phong Tiên quát khẽ một câu, cây kim sau người nàng bỗng tỏa ra ánh hào quang vàng rực cực kỳ chói mắt, thế rồi một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, tám thành 16. Cứ thế lặp đi lặp lại vô số lần, cho tới khi biến thành hàng triệu cây kim. Thế rồi, biển kim óng ánh sắc vàng nhẹ nhàng đong đưa, giây phút chúng bay xuyên qua người vô vàn yêu thú bạch cốt trông chẳng khác nào kim thêu đang dệt lên một bức tranh Cẩm Tú Sơn Hà vậy. Thật sự rất giống với khẩu quyết mà nàng thốt ra lúc nãy. Ầm ầm ầm, vô vàn tiếng nổ rung trời vang lên. Lúc này, ánh vàng rực rỡ đã bao phủ mỗi một bộ yêu thú bạch cốt, thoạt nhìn xinh đẹp lạ thường. Nhưng Dương Bách Xuyên biết nó cũng rất nguy hiểm. Chỉ trong chớp mắt, yêu thú bạch cốt bủa vây quanh họ lập tức sụp đổ, xương cốt rơi lả tả. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc chấn động trong lòng Dương Bách Xuyên lúc này. Đây là thực lực thật sự của tiên gia ư? Họ Dương nào đó nhủ thầm. Lần đầu tiên, hắn tận mắt nhìn thấy cư dân của tiên giới thi triển pháp thuật tiên gia, uy lực quá đỗi hùng mạnh, không hề có chuyện chỉ để trưng cho đẹp. Hắn thầm hâm mộ trong lòng, đồng thời ra sức ảo tưởng ngày nào đó bản thân sẽ phi thăng thành tiên, tu luyện pháp thuật của tiên gia. Sau vài giây tạm dừng, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng ra tay. Lần này, sau khi chuyển vận sức mạnh từ cội nguồn của nước trong người vào kiếm đồ long, kiếm khí quanh thân kiếm bỗng chuyển sang màu xanh thăm, đồng thời tỏa ánh hào quang vạn trượng. Hắn vung kiếm, kiếm khí lập tức trải dài cả vạn trượng. Ầm ầm. Tuy không phát động được khí thế hùng hồn như Phong Tiên, nhưng uy lực cũng rất bất phàm, vì cội nguồn của nước trong người hắn cũng chẳng phải thứ sức mạnh tầm thường,
thể theo lời ông già thì thậm chí, sức mạnh từ cội nguồn của nước còn vượt xa cả tiên lực nữa kìa. Tiếc thay hiện tại hắn là tu chân giả, thế nên không thể phát huy tối đa sức mạnh từ cội nguồn của nước được. Nhưng chỉ cần cho hắn thêm thời gian, nhất định hắn có thể sử dụng được 100% sức mạnh đó, đến lúc ấy, hắn tin chắc uy lực từ đòn tấn công của mình sẽ không hề thua kém phong tiên của hôm nay. Sau khi kiếm khí bay ra ngoài, lúc va chạm vào người yêu thú bạch cốt đã tạo nên thứ âm thanh trầm đục vô cùng, tuy không mãnh liệt được như phong tiên, càng không thể trực tiếp phá hủy bạch cốt, nhưng lại khiến chúng bị đóng băng, không cử động được dù chỉ một ly. Kế đó, một tiếng rắc vang lên, từng bộ yêu thú bạch cốt bị đóng thành băng bỗng vỡ thành từng khối, dù không vỡ vụn nhưng cũng đủ khiến chúng phải tan rã. Cuối cùng ngã thành một vòng, cùng chung số phận với đám lúc trước. Kỳ thật, Dương Bách Xuyên rất hài lòng với cảnh tượng này, vì nhìn chung chiêu thức của hắn và phong tiên có vẻ bất thân thắng bại. Chíp! Lúc này, Tiểu Phượng Hoàng cũng đã tìm được thời cơ, sau một tiếng hót vang trời, nhân lúc Dương Bách Xuyên và phong tiên bùng nổ sức mạnh, cả người nàng ấy chợt bốc lên ngọn lửa hừng hực, lao thẳng ra khỏi vòng vây, bay tới một nơi cách đó tầm 30 trượng. Khè! Bấy giờ, Dương Bách Xuyên chợt nghe được một tiếng rít the thé, đồng thời cũng nhìn thấy tại nơi mà Tiểu Phượng Hoàng đang bay tới chợt xuất hiện một con rắn lục nhỏ dài khoảng 3 thước, nó hé miệng thè cái lưỡi trẻ đôi, phun một luồng khí xanh về phía Tiểu Phượng Hoàng. San Hồng cẩn thận, mặt mày Dương Bách Xuyên biến sắc, hắn biết lai lịch của con rắn lục dài 3 thước này, nếu hắn đoán không sai thì nó chính là rắn lục cái của Sa Thi Thần, chuyên thao túng bạch cốt và xác yêu thú. Không ngờ Tiểu Phượng Hoàng lại tìm ra được chỗ rắn lục ẩn náu. Có điều đó là hậu duệ của Sa Thi Thần nổi tiếng lẫy lừng đó, vậy nên dù chỉ là hậu duệ thì Dương Bách Xuyên cũng biết chắc chắn không phải hạng vừa. Huống hồ chi trước mắt mới chỉ xuất hiện một con rắn lục cái, còn con rắn lục đực vẫn không biết đang núp ở xó nào. Rắn lục cái có khả năng thao túng yêu thú bạch cốt và xác chết, còn rắn lục đực lại biết điều khiển vật âm linh, thế nên trong mắt Dương Bách Xuyên, rắn lục đực mới là đối thủ khó giải quyết nhất. Thế nên trước lúc lớn tiếng nhắc nhở Tiểu Phượng Hoàng, hắn đã bật người lao tới vì sợ rắn lục đực sẽ bất ngờ xuất hiện đánh lén Tiểu Phượng Hoàng. Hắn điều động chân nguyên chảy vào kiếm đồ long trong tay, đồng thời thúc giục cội nguồn của nước, kiếm khí tức khắc biến thành một dòng chảy xanh ánh bạc, chớp mắt một cái, Dương Bách Xuyên đã xuất hiện ngay phía sau Tiểu Phượng Hoàng. Đúng lúc này, làn sương màu xanh mà rắn lục phun về phía Tiểu Phượng Hoàng lại bay ngược về, phủ lấy con rắn kia. Dù không phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng ngay giờ phút này, mặt mày Dương Bách Xuyên lại trắng bệch như tờ giấy. Vì hắn đã nhìn thấy từ trong luồng khí xanh đó có một cái đầu rắn cực to thò ra ngoài. Rắn đực hiện thân. Kỳ dị hơn nữa là con rắn đực này lại xuất hiện từ luồng khí xanh bay ra từ miệng con rắn lục cái. Đầu rắn mờ ảo ngày càng rõ ràng hơn, kích thước to bằng cả tấm thớt. Sau đó, nó bỗng há lớn miệng, nuốt chửng lấy ngọn lửa do Tiểu Phượng Hoàng phóng ra. Đó là lửa tím, là lửa thần Phượng Hoàng mạnh nhất của Tiểu Phượng Hoàng đấy, thế mà con rắn đực này cũng dám đớp. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa do Tiểu Phượng Hoàng tung ra đã bị nuốt sạch, không còn chút vết tích. Kế đó, con rắn lại bất ngờ há miệng, thè lưỡi rít một tiếng với Tiểu Phượng Hoàng. Dương Bách Xuyên thấy rất rõ, bấy giờ, cơ thể khổng lồ của rắn đực hung hăng trườn ra khỏi làn khí xanh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một con rắn lục với đường kính tầm một thước, dài 30 thước xuất hiện sừng sững ngay trước mặt họ. Có lẽ Tiểu Phượng Hoàng đã cảm nhận được sự hùng mạnh của con rắn, thế nên chợt hót vang một tiếng, toàn thân tỏa ra hào quang năm màu rực rỡ, kế tiếp, vô số lông chim thoát ly khỏi cơ thể, lao về phía con rắn lục đực hệt như từng mũi tên nhọn hoắt. Phụt phụt phụt, ầm ầm ầm. Lông chim sắc nhọn của Tiểu Phượng Hoàng đâm trúng cái đầu to đùng của con rắn đực, tạo ra âm thanh vang trời. Khè. Lúc này, từ miệng rắn lục chợt phát ra tiếng rít trầm đục, quanh người thoáng hiện quầng sáng màu xanh, lớp vảy trên người ánh lên sắc xanh, đồng thời ngăn cản toàn bộ lông chim năm màu sắc bén tựa mũi tên của Tiểu Phượng Hoàng lại bên ngoài cơ thể. Nhưng tiếng rít của nó đã nói lên rằng nó đang rất đau đớn. Chứng tỏ uy lực từ lông chim của Tiểu Phượng Hoàng vô cùng cường đại. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên cũng không chút do dự mà gia nhập chiến cuộc, vì hắn nhận ra Tiểu Phượng Hoàng vốn không phải đối thủ của con rắn lục này. Hắn vội chuyển vận chân nguyên vào kiếm đồ long, còn điều động thêm cả cội nguyên của nước vào kiếm. Chỉ trong nháy mắt, trên thân kiếm đồ long tỏa ra hai luồng sáng xanh và trắng bạc. Đồng thời bốc lên khí thế vô cùng mãnh liệt,
Kế tiếp, Dương Bách Xuyên bất ngờ vung kiếm về phía con rắn lục đực khổng lồ, dung hợp pháp tắc chém. Hắn đứng ở một khoảng cách tương đối xa, vung kiếm chém xuống, ngay sau đó, một luồng kiếm khí thoát ra từ thân kiếm đồ long, lao về phía rắn lục với tốc độ nhanh như điện xẹt. Ầm, khè. Sau tiếng nổ rung trời lở đất, con rắn đực kia đã bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên đánh trúng, nó đau đớn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thế rồi, cái đầu rắn to đùng ngả ra sau. Cũng trong khoảnh khắc này, Phong Tiên nhanh chóng bắt lấy thời cơ, cửu xí thoáng chớp động, vụt một cái đã xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu của con rắn đực, cây kim sau người lóe lên hào quang bỏng cháy, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Bỗng, kim châm trên người Phong Tiên bùng nổ, bắn ra lia lịa. Phập phập. M thanh trầm đục vang vọng khắp trốn. Khè, khè khè. Giữa cơn mưa kim, một châm của Phong Tiên đã vô tình đâm thẳng vào mắt con rắn đực, khiến nó đau tới độ kêu gào thảm thiết, cơ thể to lớn ra sức lăn lộn, cái đuôi dài ngoằng quất mạnh về phía Phong Tiên, mang theo sức gió mãnh liệt. Một chiêu này của nó vô cùng chuẩn xác, không nghiêng không lệch mà đánh mạnh vào người Phong Tiên. Lúc Dương Bách Xuyên phát hiện ra thì Phong Tiên không né kịp nữa, chỉ có thể cắn răng đỡ lấy một quất này của con rắn đực. Hự! Phong Tiên bị đuôi của con rắn quất trúng, cả người bay ngược ra sau như con diều đứt dây, còn hộc cả máu. San Hồng, lo cho cửu nhi tỷ tỷ nhé. Dương Bách Xuyên hét lớn một câu với Tiểu Phượng Hoàng, hắn biết một chiêu này đã khiến Phong Tiên bị thương nặng, nếu không có ai bảo vệ, có khi sẽ bị yêu thú bạch cốt bốn phía xé xác. Giây phút Phong Tiên bị quất bay ra ngoài, hắn bật người bay lên không, một lần nữa tung chiêu tấn công con rắn lục đực, tính thừa dịp nó bị trọng thương mà giết chết. Phá không, chảm. Có thể nói, Dương Bách Xuyên gần như đã dùng toàn bộ chân nguyên và cội nguồn của nước để làm nền móng điều động sức mạnh hỏa diễm từ Giao Long Châu trong người, sau đó dung hợp toàn bộ ba cỗ sức mạnh vào trong kiếm đồ long. Ngoài ra hắn còn thôi thúc cả hai mệnh tinh M Dương lớn trong người, còn triệu hồi cả chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Linh ra để dựng khiên chắn, ngay cả mệnh tinh thần tượng cũng hiển hiện ở đằng sau. Tóm lại, hắn đã vận dụng toàn bộ sức mạnh trong người, dồn sức tung một đòn cực mạnh về phía con rắn đực kia. Ầm. Thế là nhân lúc con rắn bị thương, một kiếm của Dương Bách Xuyên đã thành công chém trúng người của nó. Khà. Một tiếng kêu thống thiết tới tận trời cao thoát ra từ miệng con rắn lục. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên tức khắc mừng thầm trong lòng, một kiếm này của hắn chém trúng ngay chính giữa cơ thể con rắn, không chỉ để lại một lỗ thủng to đùng trên người nó, còn hất văng nó ra thật xa. Tiếc thay lại không thể chém đứt đôi được rắn lục. Chỉ từ chi tiết này thôi đã đủ thấy thực lực của con súc sinh này không hề tầm thường. Ngoài ra, Dương Bách Xuyên còn phát hiện trên miệng vết thương của con rắn đực hình như không có chảy máu. Chẳng biết sao lại vậy nữa. Đúng lúc này Dương Bách Xuyên chuẩn bị lại đến một kích là lúc, lại phát hiện thanh xà trên mặt đất trong lăn lộn, ngẩng đầu chỉa vào hắn nhìn thoáng qua, một đôi bích lục thật lớn ánh mắt chăm chú nhìn lại đây, làm cho Dương Bách Xuyên không khỏi cả người lạnh lùng. Đúng lúc Dương Bách Xuyên chuẩn bị bồi thêm một cú nữa thì phát hiện rắn lục đang lăn lộn trên đất chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt xanh ngọc bích khổng lồ đó nhìn hắn chòng chọc khiến hắn không kiềm được mà lạnh cả sống lưng. Cảm giác hệt như bị một con rắn độc nhìn chúng vậy. Cực kỳ khó chịu, mất tự nhiên. Sau đó, hắn lại thấy quanh người rắn được tỏa ra quầng sáng xanh chói lòa, cơ thể khổng lồ nằm giữa quầng sáng bắt đầu tan rã. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến thành vô vàn đốm sáng xanh. Sự xoay chuyển này khiến Dương Bách Xuyên sững sờ, vì cảm thấy có gì đó không ổn, hắn vội dừng tay lại. Bấy giờ, trong đầu bỗng vang lên giọng nói của ông già, thằng nhóc thối, cẩn thận chút đi, hiện tại con rắn này đã nổi khùng rồi đó, cơ thể nó không phải từ máu thịt bình thường, mà ở trạng thái thần hồn, hơn nữa cực kỳ hùng mạnh. Theo truyền thuyết xa xưa thì rắn lục đực có thể thao túng vật âm linh, cắn nuốt các loại linh thể. Chính vì thế mà cơ thể của nó được tạo thành từ sức mạnh thần hồn cường đại. Vì con đã chọc giận nó nên giờ nó đã tiến vào giai đoạn tiến hóa thứ hai, phân giải thân thể. Nếu vi sư đoán không sai thì con rắn lục đực này sẽ phân hóa thành ba con giao long để đấu với con. Đương nhiên đó chỉ là khởi đầu, phía sau còn giai đoạn tiến hóa thứ ba nữa. Đến lúc đó thằng nhóc nhà con nhớ đề phòng con rắn lục cái, vì nó chính là chìa khóa quan trọng cho giai đoạn tiến hóa thứ ba. Gừ. Đương lúc Dương Bách Xuyên nghe ông già giảng giải thì bị một tiếng rồng ngâm cắt ngang. Ngay sau đó, tiếng rồng ngâm thứ hai cũng vang lên. Gầm. Bấy giờ,
Dương Bách Xuyên ngửa mặt nhìn thử, đúng như những gì ông già nói, con rắn lục đực kia quả thật đã phân hóa thành ba con dao long xanh thẫm, mỗi con dài tầm 9 mét. Nhìn tổng thể có vẻ nhỏ hơn bản thể của rắn lục đực rất nhiều, nhưng cảm giác mỗi một con dao long mang đến lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây là giai đoạn tiến hóa thứ hai mà ông già nói ư. Theo lời ông già thì rắn lục đực là thần hồn chuyên cắn nuốt các loại linh thể khác, nó không có máu thịt chân chính, lá bài tẩy lớn nhất của nó chính là sức mạnh thần hồn cực mạnh. Thậm chí giai đoạn tiến hóa thứ ba sẽ mạnh hơn nữa, và có liên quan tới rắn lục cái, tiếc là ông già còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang. Nhắc đến mới thấy lạ, lúc này Dương Bách Xuyên chợt nhận ra chẳng biết từ khi nào mà con rắn lục nhỏ lúc đầu đã mất tăm mất tích, tại hiện trường không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Sau 3 tiếng rồng ngâm, trước mặt Dương Bách Xuyên xuất hiện 3 con dao long. Lúc này, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được trên người của hắn có 3 cỗ hơi thở bám giết không tha, hiển nhiên là hắn đã bị 3 con dao long kia tỏa định. Điều này khiến hắn cảm thấy rất nguy hiểm cận kề. Nỗi sợ dần dâng lên trong lòng, hắn vội hỏi sư phụ, ông già à, con cảm nhận được 3 con dao long này rất mạnh, không biết có cách nào đối phó bọn nó không? Sốt ruột làm gì? Có mạnh tới đâu thì cũng chỉ là một thứ dị dạng chuyên cắn nuốt yêu vật âm linh mà lớn thôi, kiểu gì chẳng có điểm yếu. Giờ mau dỏng tai lên lắng nghe cho kỹ thuần dương liệt nhật chú mà vi sư sắp truyền cho con, sau đó vận dụng mệnh tinh thần tượng của con để thi triển, bảo đảm có thể lật ngược tình thế, tiêu diệt giao long do rắn lục được tiến hóa mà thành. Tính ra nó cũng chẳng phải giao long thật, chỉ là một loại thiên phú thần thông thôi. Vân Thiên Tà bình thản tuyên bố một cách ngạo nghễ. Nghe ông già nói vậy, Dương Bách Xuyên khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Mặc dù ông già bảo sẽ không ra tay, nhưng vẫn có thể chỉ dẫn mình chiến đấu, thế là đủ rồi. Ông già vừa nói hết câu, trong đầu bỗng hiện lên pháp quyết của thuần dương liệt nhật chú. Nghe có vẻ giống lời nguyền, nhưng thật ra là một dạng chú ấn, cách thi triển cũng rất đơn giản, chỉ cần vừa niệm chú vừa bắt ấn tấn công là được, chiêu này chuyên dùng để đối phó với những thứ có thần hồn thuộc tính âm. Không có mẹo gì hết. Chỉ cần nhìn là làm được, quan trọng nhất phải biết thúc giục thần hồn bản mệnh của bản thân thì mới thực hiện thành công. Thế nên bí pháp này cực kỳ hao phí thần hồn bản mạng, nhưng Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Hắn sở hữu bản mệnh thần tượng có 102 trên đời, bản thân hắn cũng rất mạnh, thế nên lúc đối diện với 3 con dao long biến thành từ rắn lục đực, hắn bỗng cảm thấy nóng lòng muốn thử xem sao. Gầm! Đúng lúc này, 3 con dao long bỗng thét dài một tiếng. Sau đó bất ngờ lao như bay về phía hắn, chớp mắt 3 con đã tạo thành thế chân vạc, bủa vây hắn từ 3 hướng. Thấy 3 con cùng xông lên, tất nhiên Dương Bách Xuyên chẳng dám khinh thường. Hắn làm theo những gì ông già đã truyền dạy, tay bắt ấn, miệng niệm pháp quyết thuần dương liệt nhật chú, bắt đầu thi pháp. Mệnh tinh thần tượng trong tâm trí chớp mắt đã hợp nhất. Bấy giờ, mệnh tinh thần tượng cao 3 trượng chợt hiện lên sau lưng hắn, tuy có hơi mờ ảo, nhưng vẫn nhìn ra được là đang nghiêm trang học theo động tác bắt ấn niệm pháp quyết của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 145.